cho ra sống từng giây như ấy, sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế. Sống tôi vui sống, nguồn tâm luôn sáng trong. Sống an lành quá, lòng bao dung khắp nơi. Sống tôi vui sống, từng giây yêu thương quá. Sống đáng sống, vì tha nhân nên vui sống. Phút như ấy, làm cho tâm tươi sáng. Cái như ấy là nguồn tâm sáng soi. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Nếu hay ra thế, đời ta luôn luôn mới. Sống yêu thương mãi, từ nay yêu thương mãi. Sống an vui thế, đời ơi ta vui sống. Sống như thế, mùa xuân luôn thắm tươi. Xuân mãi thắm tươi, sống như xuân mãi. Mình đang như thế, chính như đó là quê hương ta sống. Sống ta vui sống, vì ta mãi mãi như. Sống như ấy, đời đời mãi tình thôi. Sống tôi đang sống, đời ơi sao vui quá. Tôi đang sống, vì đời quá tươi vui. Sống như đang sống, đời vui tươi mãi mãi. Sống đang vui sống, từ nay mãi mãi. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, chúng ta đang học cái bản kinh Pháp Cú và đang học cái phẩm thứ 21 là phẩm Tạp. Và kỳ vừa rồi chúng ta đã học xong cái bài thứ 294. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái bài 295. Chúng tôi đọc trước cái phần chánh văn này, sau đó chúng ta sẽ giảng bài 295. Hãy diệt mẹ và cha, diệt hai vua dòng Bà La Môn, diệt luôn hổ tướng nghi thứ năm mà hướng về Bà La Môn vô ưu. Đệ tử Kiều-đáp-ma phải luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường niệm tưởng Phật Đà. Bài 297. Đệ tử Kiều-đáp-ma phải luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường niệm tưởng Đạt Ma. Bài 298. Đệ tử Kiều-đáp-ma phải luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường niệm tưởng Tăng Già. Hôm nay chúng ta sẽ học 4 cái bài này. Chúng tôi nhớ là cái bài 295 kỳ rồi chúng ta đã nói sơ qua rồi, phải không ta? Bài 295 là hãy diệt mẹ và cha. Bài 297 hãy diệt mẹ và cha. Thì mẹ ở đây là cái mẹ tham ái, mẹ tham ái, và chỉ cho cái vụ lục lạc của mình. Ví dụ như bây giờ chúng ta vẫn còn liến tuyết bất kỳ một cái gì ở nơi tâm của mình, thì chúng ta sẽ sanh cái gì? Sanh vọng tình, sanh vọng tưởng, sanh sự dướng mắt. Tức là có tham ái thì có tham trước, có tham trước thì có sanh ái. Tham ái nó sẽ dẫn tới tham dục, nó sẽ dẫn tới đủ thứ, nó sanh sứa nơi tâm chúng ta. Và chính do cái tham ái này mà chúng ta lại đi trong sinh tử luân hồi. Chúng ta thấy trong 12 nhân duyên là cái gì? Vô danh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên, duyên ái. Như vậy là khi mà chúng ta tiếp xúc với duyên cảnh thì tự động là cho chúng ta sẽ sanh thương hoặc là sanh ghét ở đó rồi, sanh khổ hoặc sanh vui ở đó rồi. Và khi thương ghét khổ vui xảy ra thì sẽ có gì? Có sự luyến ái. Và có ái thì sẽ có thủ, tức là sự chấp giữ của mình. Và khi chúng ta chấp giữ thì chúng ta sẽ có cái chủng tử sinh tử luân hồi. Cho nên gọi là có hữu, hữu tức là có tất cả những cái gì đó thuộc về sinh tử luân hồi trong cái kiếp này, trong nhân quả vân vân. Để rồi có hữu tức là có ra chủng tử sinh tử luân hồi rồi, cho nên có sẽ có sinh và lão tử trong cái dòng đó. Thì ra trong 12 nhân duyên có khi chúng ta chỉ dứt trừ cái ái thôi thì thủ không có khổ là sẽ không có duyên sanh và lão tử. Theo cái chiều mà hoàn sinh hoàn diệt của 12 nhân duyên á. Thì vậy ở đây Đức Phật khuyên chúng ta là phải làm sao mà giết được cái bà mẹ tham ái này. Giết được mẹ. Nếu như chúng ta không giết được cái mẹ tham ái này thì cái việc sinh tử luân hồi vẫn tiếp nối với mình. Cái người tu mà không dứt tham ái thì không cách nào vượt thoát sinh tử. Mà chúng ta thấy là trong cái cuộc sống đời thường của mình, chúng ta nghe, chúng ta thấy, chúng ta tiếp xúc thì gần như là chúng ta không có thoát được cái ái. Đây là một điều rất là lạ. Chúng ta nhìn qua sự việc, chúng ta nghe bất kỳ cái gì thì nó có thích hoặc là không thích. Thấy chưa? Tham ái nó có hai cái dạng. Chúng ta ái nhiễm ở bên ngoài, nhưng mà do ái nhiễm cái gì mới ái nhiễm bên ngoài? Do chúng ta ái cái ngã mình trước. Thế giờ đây là cái gốc. Cái gốc là mình ái ngã, tức là do mình thương mình quý mình coi mình là quan trọng, mình coi là một cái gì đó và mình cần có cái gì thỏa mãn, tức là cái ái nhiễm bên ngoài. Nhưng ngược lại cái mà mình muốn tránh né, cái không vừa lòng vừa ý, có phải là ái không? Do ái ngã, do gìn giữ bảo vệ cái ngã này cho nên mình cũng phải tránh né. Thì vậy là cái ái nó chúng ta phải, nếu mà chúng ta nhìn sâu nó không phải ái là cái nhiễm trước bên ngoài nữa, mà cái căn bản là ái ngã này, là chấp thủ cái bản ngã của mình. Mình thấy có mình cho nên là cái tới với mình, một là thuận, hai là nghịch. Thuận thì mình tránh né, hai là dính. Thuận thì mình tiến tới để mình dính mắt, mình cũng bảo thủ. Nhưng mà nghịch mình tránh né nó cũng là một cái dạng tham ái nữa. Tức là mình thủ ngã cho nên mình không muốn có cái gì dịch chinh chạo, không muốn có cái gì làm phiền hà, không muốn có cái gì làm đau khổ cái bản ngã của mình. Vậy là ái này mà là cái cội gốc của nó là ái ngã. Còn cái ái nhiễm bên ngoài là một cái dạng khác nữa. Thật ra khi mà nói là dứt trừ được cái mẹ tham ái này là cái cội gốc này nè. Cái cội gốc mà ái ngã mới là cái gốc chính. Nếu chúng ta không ái ngã thì chúng ta sẽ không còn cái chuyện thượng nghịch, không còn cái chuyện thương hoặc là ghét trong cái trần gian này nữa, thì chúng ta hoàn toàn không bị dính nhiễm bên ngoài. Cho tới khi mà chúng ta dứt trừ cái ngã chấp của mình để mình trở thành vô ngã thì lúc đó mới gọi là dứt hết được cái mẹ tham ái của chúng ta. Còn nếu từ trước giờ chúng ta học, nếu mà chúng ta nghĩ tới cái chuyện mà phải dứt ngã, tức là diệt trừ cái gì ở bên ngoài á, thì chúng ta vẫn tu ngoài ngọn. Cho nên chúng ta không có dứt hết, không có giết được bà mẹ của mình. Mẹ của mình là gì? Là cái chỗ sinh ra rất là nhiều cái cái phiền muộn sinh ra, rất là nhiều cái ý tưởng sinh ra, rất là nhiều cái vọng chấp. Phiền muộn khổ đau từ là từ ai? Từ bản ngã. Đó mới là mẹ sinh ra mọi thứ. Thật ra giết bà mẹ đó, đó mới là giết tới nguồn cội. Chứ còn giết mà cái tham ái bên ngoài nó chưa phải. Nó chỉ là bẻ cành, bẻ lá ở ngoài thôi. Thật ra không tận gốc dứt trừ được ngã chấp là chúng ta không triệt để giết bà mẹ tham ái của mình. Cho nên là giết mẹ tham ái không có nghĩa là cái sự tham trước dính nhiễm bên ngoài nữa. Không phải cái chuyện mà người nam ái nữ, người nữ ái nam nữa. Đó là cái xa ở bên ngoài rồi. Chúng ta phải dứt được cái ái ngã của chính mình, thì đó mới là cái sự tận trừ cái ngã chấp của mình, tận trừ cái ái nhiễm của mình. Mình ái thân ái tâm này thì cái gì thì mình cũng ái hết đó. Cần thân tâm này đối với chúng ta mà chúng ta không ái rồi là không có cái gì dính vô được. Đó là cái điều mà chúng ta phải thấy là ở đây Đức Phật dạy chúng ta phải quay về để làm cho cái ngã này nó thành không thực sự, thì chúng ta mới xong cái việc lớn của mình. Và cha này là cái gì? Cha chúng ta là cái sự kiêu căng, ngạo mạn. Nó cũng gần giống như cái chấp ngã, thấy chưa? Tại vì mình có, tại vì cha mẹ nó giống nhau không khác cái gì. Mẹ thì ái nhiễm, cha thì kiêu căng. Nếu không có ái nhiễm thì không sanh cái kiêu căng. Nếu mình không thấy mình là số 1 thì mình không có thể nào mình chê người khác được hết đó, đúng không? Tại do bản ngã tôi là số 1. Ví dụ như bữa nay mình làm gì mình muốn cho trời nắng cho mình, mình cũng muốn trời mưa cho mình muốn người này làm cái này được cho mình, người kia làm được cho mình. Và chính mình luôn luôn là thấy mình số 1. Khi mình có ngã rồi là không bao giờ chấp nhận số 2. Nói chuyện hồi rồi hồi cũng thấy mình là ngon nhất, bàn tới bàn lui bàn xuôi bàn ngược, hồi cũng thấy mình là số 1. Và khi nào chúng ta thấy mình không có chịu là số 2 thì biết đó lúc đó bản ngã lớn bằng ở núi Tu Di rồi. Thì kiêu căng ngạo mạn nó sẽ xảy ra, vì mình thấy rõ ràng là mình không thua ai trên cuộc đời này nữa. Mục hạ vô nhân, dưới mắt không có người, không có coi ai ra gì hết. Ai cũng là dở, ai cũng là kém, ai cũng bất tài, ai cũng vô dụng. Chỉ có mình là ngon, mình là số 1, mình là giỏi, mình là trung tâm điểm của vũ trụ, mình là thiên hạ đệ nhất, vân vân. Đó, thì khi mà chúng ta sanh cái tâm này thì sao? Bao nhiêu phước lành ngàn kiếp tu tập cũng đều bị đốt rụi. Chúng ta phải dùng cái từ như vậy. Chúng ta làm được một việc, hai việc là tự động mình thấy mình ngon rồi. Làm được cái gì, mình giúp được người nghèo mình thấy mình ngon rồi, mình xây được cái nhà mình thấy mình ngon, mua xe đẹp, mặc áo đẹp, cái gì đó mình cũng thấy mình ngon hết, mình thấy mình cũng không thua ai hết. Và nhất là cái việc mà Phật sự, chúng ta làm được một chút việc cho Tam Bảo cái mình thấy mình ngon rồi, bắt đầu cái tâm kiêu ngạo nó bắt đầu nó xảy ra. Lúc đầu chúng ta nói chuyện có cái vẻ khiêm nhường, khiêm tốn, có cái vẻ người tu ha. Nhưng mà khi chúng ta đã làm được một số điều cho Tam Bảo rồi thì chúng ta cảm thấy rằng mình cũng có vị trí xã hội này. Chúng ta vị trí ở trong chùa, chúng ta vị trí đối với tập thể, chúng ta có vị trí đối với mọi người. Thì buộc mọi người phải có một cái cư xử nào đó đúng cái vị trí của mình ha. Nói mà gặp tôi mà không có chào hỏi cái kiểu nào mà lễ phép là tôi thấy tôi khó chịu, người này không hiểu biết. Gặp người có công mà không biết nể nang, vân vân. Thì bắt đầu chúng ta sanh cái kiêu căng ngạo mạn đó. Cái này là cái mà nó nuôi lớn cái ái trước. Một điều kỳ vậy đó. Khi mà chúng ta chấp, chúng ta ái ngã rồi thì nó sanh kiêu căng. Chỉ mà khi có kiêu căng thì nuôi lớn cái ái ngã, mà có ái ngã thì nuôi lại cái kiêu căng. Hai này cứ nuôi qua nuôi lại, cho nên hai này mà sống chung với nhau rồi là sanh đủ thứ trò, đủ thứ chuyện phiền não khổ đau cho cuộc sống của mình. Cho nên có hai người này là chúng ta phải giết cho lẹ lẹ. Đối với Đức Phật là giết cha và giết mẹ. Theo ý kiểu như vậy thì chúng ta mới có một đời sống bình yên. Nếu mà chúng ta không có dứt trừ được hai cái tâm niệm này á, thì chúng ta không cách nào có thể bình yên được. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Thật ra khi mà mọi người tu tập như mình phải cố gắng làm sao, phải chưa? Cố gắng làm sao để mình có được một cái khả năng là mình thấu triệt được cái ái của mình. Ái của mình là cái gì? Là sự nguy hiểm Nó sẽ dẫn chúng ta đi trong sinh tử luân hồi, nó sẽ dẫn chúng ta đi tới cái trầm luân, nó dẫn chúng ta đi vào cái sự phiền muộn khổ đau. Nó sanh sứa tất cả những cái mà chúng ta được cho là khổ, được cho là vui trong trần gian này, là chúng ta luôn luôn sẽ xảy ra nếu mà chúng ta còn chấp ngã. Và cái nữa là phải diệt hai cái dòng Bà La Môn, diệt luôn hổ tướng nghi binh. Mà chúng ta thấy cái này là cái cũng khó, đúng không? Tức là nếu mà chúng ta còn có cái vướng mắc bên này, còn có cái vướng mắc bên kia, thì chúng ta cũng tiếp tục là cái người đi sâu vào sinh tử. Cho nên đúng là Đức Phật khuyên chúng ta diệt luôn cái dòng đó, những cái dòng tộc, để có thể dẫn dắt chúng ta đi vào sinh tử nhiều kiếp nữa, là bên phải, bên trái, bên đúng và bên sai, bên có và bên không, vân vân. Rồi diệt luôn cái hổ tướng nữa. Hổ tướng là gì? Tức là những cái nghi thức, nghi lễ của mình ha, và những cái truyền cái có ra trong tâm thức của chúng ta. Thì vậy là khi mà chúng ta diệt cái truyền cái nghi nè ha, rồi chúng ta diệt cái truyền cái tham nè, sân nhuế nè, hôn trầm nè, thùy miên nè, tạo cử nè, thì vậy là chúng ta diệt mấy cái hổ tướng này. Còn mấy cái ông này á là chúng ta còn sinh tử. Mà khi chúng ta diệt được 5 truyền cái này là chúng ta sẽ chứng được cái quả đầu tiên là Tu-đà-hoàn, đạt được cái định ở trong Phật Đạo. Cho nên là mấy cái hổ tướng là tham, là nghi, là tham dục, là sân nhuế, hôn trầm, thì miên, tạo cử này chúng ta phải dứt trừ. Ở đây là cái chuyên môn, bắt đầu đi vào chuyên môn công phu. Khi mà chúng ta học cái cách mà dụng công trong thiền định thực sự, thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng một chút nghi ngờ của mình trong Pháp thôi, trong Pháp chúng ta đang dụng thôi. Ví dụ như bây giờ vị thầy đang hướng dẫn mình là cái cách để mình ngồi thiền, mình hít thở như vậy mình sẽ vô định. Nhưng chỉ có một chút nghi ngờ là không biết cái ông thầy này ông nói thiệt hay không á. Vậy là hết cái thời đó chưa chắc gì chúng ta ngồi được cái gì. Mà không phải thời đó mà cả một cái khóa tu đó chúng ta chẳng có tu được cái gì. Đó là cái một chút nghi thôi, nghi Pháp. Rồi nghi cái bản ngã của mình. Nghi bản ngã của mình là nghi sao đó. Ông ở chùa, ông ăn chay, rồi ông tu mấy chục năm, ngồi thiền cũng được định, chứ mình chưa chắc á. Mình có một chút nghi ngờ đối với chính mình. Tự nghi mình không có làm được cái việc mà Phật tổ nói. Ông Phật là do ông tu nhiều đời, ông thành Phật. Mấy ông Thánh thì cũng tu nhiều đời, thành Thánh. Mình là phàm phu, tục tử, nghiệp nặng nề, sao mình tu? Nó ngồi đó mà nghi ngờ mình thì cuối cùng mình cũng chẳng có đạt được cái gì. Cho nên nếu mà mình phá triệt để được cái nghi ở nơi lòng, để mình quyết định đi vào một cái Pháp chuyên tu là một cái điều khó khăn. Tức là phá được cái đó có nghĩa là chúng ta phá được cái truyền cái của mình, phá được cái kiết sử, để chúng ta thấy rõ rằng, thấy rõ được cái chân lý, thấy rõ được chánh Pháp. Thì cái nghi này khi mà chúng ta thấy rõ được là chúng ta sẽ phá được. Cái bước đầu ban đầu nó giống như cái kiến đạo, tức là thấy được đạo. Thấy này chưa hẳn là chúng ta thấy tánh, nhưng chúng ta thấy được con đường đi có đạo lý, chúng ta nhận ra được chân lý, chúng ta sẽ thoát được cái lầm mê liền. Và thoát được lầm mê là cái nghi nó sẽ hết. Thì cái tham dục này nó thô. Cái tham dục này nó thô hơn cái tham ái. Tham dục là trong năm cái dục thô là cái gì? Tài sắc, danh, thực, thùy, phải không? Tham ăn, tham ngủ, tham danh, tham lợi, tham tiền. Hiểu nghĩa là nó là như vậy. Rồi cái tham tinh tế hơn chút nữa là cái gì? Tế chút nữa là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Chúng ta tham chấp trên mấy cái hình đó. Tham chấp lên sắc đẹp, tham sắc nghe âm thanh hay, chúng ta tham chấp lên mùi thơm, tham chấp vị ngon, vân vân. Thì đó cũng là một cái dạng tham nữa. Nhưng ở đây Đức Phật nói tới cái gì? Cái tham dục. Tham dục trong đó có cái tham ngũ dục và cái dục nam nữ. Thì cái dục này gọi là cái dục thô. Và cái dục thô này nếu mà chúng ta không phá thì cũng không đi sâu vào thiền định được. Nếu mà chúng ta còn có cái dục này, khi được thì chúng ta vui, khi không được thì chúng ta giận. Và rõ ràng sở dĩ chúng ta giận người bạn mình là lý do gì? Không có vừa lòng, không có vừa ý mình, nói chứ mình muốn vậy mà không làm vậy theo ý tôi, hứa tôi đủ điều mà tôi muốn đó không làm, giận lên, đúng không? Thì vậy là từ cái tham dục nó sẽ sanh cái sân nhuế, và cái tham dục sân nhuế thì đương nhiên phiền não rồi, không có cách nào để chúng ta có thể tĩnh tâm mà đi vào sự thiền định được. Và cái tham dục này gần như là nó dàn trải hết cuộc sống của mình. Nếu mà chúng ta không muốn thì chúng ta không có, đang ngồi vậy mình mà không muốn thì không đứng đi, không đứng được, mà đứng là không muốn là không bước đi được. Chúng ta đi đâu chúng ta cũng có khởi cái muốn, chúng ta mới đi, muốn làm cái gì thì đương nhiên cái khởi muốn để làm. Thành ra cái dục, nếu mà phá được cái tham dục là cái hưởng thụ, cái dục lạc thấp thổi, mà chúng ta chuyển cái tham để hướng về đạo lý thì chúng ta sẽ tạo thành một cái loại năng lực lớn. Nếu chúng ta còn phát khởi cái ham muốn này thì chúng ta để cho cái ham muốn này nó hướng về đạo quả, hướng về thiền định, hướng về giải thoát, thì cái dục này nó sẽ trở thành một cái tiềm năng tu tập, mà chúng ta không phải là dứt trừ mà chuyển hóa cái dục này. Và cái hôn trầm thì dễ biết rồi ha. Ở đây hôn trầm mà nó kèm theo cái thị miên, tức là không phải là lên ngồi mà ngủ luôn đâu. Cái này nó chưa tới cái ngủ luôn, cái này mới là cái khó à. Chúng ta đối với mọi việc chúng ta nó có một cái gì nó mù mờ, không rõ ràng á. Cái thụy miên này nó kỳ lắm. Nó không phải là mình ngồi để mình ngủ gọi là hôn trầm, nhưng mà cái thụy miên này là một cái nó không phải là cái mê ngủ, mà là một cái sự mờ tối nơi tâm thức của mình. Đây là cái khó. Mà khi chúng ta dụng công chúng ta mới thấy rõ điều này. Tức là chúng ta bắt đầu đi vào công phu thiền định ha, mình bắt đầu mình phá được cái cửa ngõ nghi rồi ha. Cái mình phá được cái tham dục, chứ chưa có phải là hết tham đâu, coi như là phá được một lớp để nó nhẹ cái tham dục và nhẹ cái sân nhế xuống. Thì chúng ta nhìn sâu vô tâm của chúng ta, nó là một cái gì rất là mù tối, lạ lắm. Cái mù tối đó nếu mà chúng ta dụng công, chúng ta hành đúng pháp á, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái tối đó nó từ cái tối rất là tối bắt đầu nó mờ ảo. Cái khoảng mờ ảo mình không có nhận ra được cái gì. Mình tỉnh thì mình không có tỉnh. Công phu lúc đó nó không thành tỉnh, mà nó ngủ thì nó không có ngủ. Nó là một cái gì nó mù, nó mờ ở bên trong mà. Mà phá được cái mù mờ này để khi mình nhắm mắt lại mình vẫn thấy tâm mình nó từ mù mờ bắt đầu nó trong sáng ra. Nó trong sáng thực sự. Và đến hồi mình phá được cái hôn trầm thụy miên này rồi á, thì chúng ta nhìn, chúng ta nhắm mắt nhìn vô tâm chúng ta là thấy là một cái gì đó nó vặn vặt, nó không có một cái sự mù tối nào nữa. Thì khi đó mới được gọi là phá cái thụy miên. Đây là cái kiết sử mà chúng ta phải qua. Nó lạ lắm, chúng ta tưởng tượng như mình đi ở đây mình gặp ai đốt một cái đống khối thật là lớn, mình không thấy đường để mình qua, không thấy đường để đi, không thấy đường để chạy xe. Và vậy là phải kiên nhẫn chờ đợi để nó cháy hết cái đống lửa đó, rồi nó hết khói đó mình mới thấy đường. Thì kia khi mình đi vào thiền định cũng vậy, mình phải đủ cái tỉnh để mình bám sát cái công phu của mình. Đương nhiên là một cái mù tối nó hiện ra với mình, nhưng mà nếu mình không đủ cái định lực để mình kiên nhẫn nhìn thẳng nó, mình thấy mù tối, có khi mình thả luôn. Mù tối mà nó không loạn đâu nha, đây là một điều lạ. Nó cứ mù mà nó yên kỳ lắm. Phá cửa này nó cũng rất là khó. Thì phá kiết sử, mà phá kiết thử là bước lên cái cửa ngõ thánh hiền, không phải đơn giản. Cho nên bước qua cửa ngõ thánh hiền nó giống như là cái gì? Nó giống như mấy người mà hồi nãy mình nói là bắt đầu mà thần thức nhập thai á ha, là nó chết thêm cái giống như ăn cháo lú rồi đó, không? Tức là chết đi cái ngã chấp cũ, thì cái này nó cũng chết đi, nó phá đi cái một bước nhỏ của vô minh thôi, chứ nó chưa phải là nó phá hết vô minh đâu. Nó phá rồi cái mù mờ, nó tỉnh không tỉnh, nó mê không mê, nó lạ lắm, ức lắm. Ví dụ mà dụng công tới đó mà cái ngày này phá không được, ngày kia phá không được, không qua cái cửa này nó khó chịu lắm. Thì mình quyết lòng, quyết tâm, quyết tử và bám sát công phu trong một giai đoạn rất dài, chúng ta mới đủ sức vượt qua hàng này. Kiết sử ban đầu nó mặc dù nó rất là mỏng, nhưng mà thế vậy nó thô tâm, chúng ta không có đủ sức để vượt qua. Mà không vượt qua chúng ta không đạt được thiền định, không bước tới cái cửa ngõ thánh hiền. Cho nên hôn trầm thùy miên này là một cái gì đó nó cần phải sử dụng đến một công phu gần như là quyết liệt dữ lắm mới qua, không chúng ta đầu hàng. Tại vì tới chỗ đó nó không làm cho chúng ta còn có ý chí phấn đấu nữa, kỳ lắm. Nó muốn ngủ, nó muốn chúng ta phải buông hết, nó muốn chúng ta phải giống như thụt lùi bỏ qua vậy đó. Và nếu mà ai mà tới chỗ này mà coi như là có một chút nhẹ nhàng giải đãi thôi là sụm liền. Bữa nay mà mình thắng không được là mình quyết lòng phải thắng ngày mai ha. Nhưng bữa nay thắng không được thôi kệ đi, cứ bỏ qua đi, kiếm cái khác hay là làm cái gì đó là cả nhà mình thua rồi đó. Mà thua rồi kiết sử này không phá được, mà năm cái hạ tầng kiết sử này phá không được thì đừng nói chuyện khác để chứng thánh quả, không thể nào. Cho nên là tiếp tục trở lại cái tham dục để sân nhế, để bắt đầu phàm phu, để sinh tử trở lại, chứ chúng ta không qua được. Và cái kiết sử nữa là cái trạo cử. Cái này phải công phu thiền định mới hiểu nổi tạo cử là cái gì. Hình như này mình nói trong đó nó cũng gần giống như là cái loại mà trong bốn loại chúng sanh là cái gì? Thai sanh rồi, nõn sanh rồi, tháp sanh rồi, quá sanh. Cái loại tháp sanh á, ở đây ở miền Nam, cái dân miền Nam hay nuôi cơm mẻ. Có ai biết nuôi cơm mẻ không? Tức là cơm rồi để nguội cái nó có những cái con nó chua để nấu canh chua á. Nó rọi chúng ta nhìn hết cái con nó đâu thì mình không biết, mà chúng ta thấy nó nhít hoài. Thì cái tạo cử nội tâm mình nó mất cười lắm đó. Nó không có thành cái gì hết trơn á. Nó không thành ý niệm thương ai, nó cũng không thành ý niệm ghét ai, nó cũng không thành ý niệm buồn ai. Nhưng mà chúng ta ngồi không có yên. Một cái điều rất kỳ lạ là nó một cái nỗi đau gì đó chúng ta không biết, chúng ta buồn cái gì đó mình không có tìm ra, nhưng mà có một cái nỗi đau, có một cái nỗi buồn mà phải đủ thiền định chúng ta mới thấy được cái ray rứt, cái khó chịu, cái rọ rại nó là kiểu nó cắn sâu mình trong cái ổ nào đó, thì mình không biết, nhưng mà yên không bao giờ yên. Chúng ta đi sâu vô thiền định chúng ta mới thấy rằng những cái uất ức của mình hồi đó với ai mình nói không được, đúng không? Có lẽ có một cái gì đó chúng ta bị lường gạt, hay là cái gì đó đối với mọi người mà chúng ta không thể nói thành lời. Có những cái uất ức chúng ta không nói thành lời, có những cái cơn đau không thể tâm sự với ai. Và đi vô thiền định thì chuyện này nó mới nói. Bắt đầu vô sâu thiền định nó sẽ nói chuyện. Nó khó chịu lắm, nó uất lắm. Và với cái người thường mà không công phu thì cái chuyện này nó sẽ dẫn tới cái bấn loạn tinh thần. Nằm không yên, ngồi không yên, nó kỳ lắm. Ví dụ như bây giờ mình nằm mình có thể là thả lỏng yên, nhưng mà khi cái này nó nổi lên rồi á, cái trạo cử nó nổi lên rồi á, nó làm cho mình có một cái sự rạo rực, nó có một cái sự bất an ngấm ngầm. Nó giống như là chúng ta nhìn thấy một đống tro như vậy á, tưởng đâu là nó tắt hết rồi, trong đó nó còn một cục than cháy ngầm. Và nó làm âm ỉ nơi tâm hồn chúng ta một cách rất là kỳ cục, rất là khó chịu khi chuyện này xảy ra. Và nếu mà thiền định chúng ta giỏi thì chúng ta mới có thể xử nổi ông này. Còn không là tới đây gần như bỏ chạy nhiều lắm, không có đi sâu vào thiền định nổi. Bởi cái anh này nó không thành hình. Và mình gần như mình tưởng tượng nha, nếu mà mình là phá được cái này rồi, mình giống như là mình lên mây mà thiệt. Phá được cái kiết sử này là bắt đầu thăng một bậc liền. Kiết sử này là nó làm cho mình vượt khỏi một cái tầng của loạn động. Tức là những cái này là có những cái thô là mình đã giải quyết được rồi, vô cái này nó rất là tế. Mà rất tế nó không có ra cái gì, nó cứ rạo rực, nó rọ rại, nó kỳ lắm. Nó rất là kỳ. Mà ngồi đó mà mình ngắm nghía nó bằng tất cả những cái công lực của mình, để từng cái nguồn cơn rọ rại, để nó gây cái sự khó chịu bức bách nơi thâm tâm của mình á, chứ nó không phải bên ngoài. Phải đủ cái trí để chúng ta thấy rõ ràng mày đó ha, thì từng thằng hiện ra, từng cái đợt hiện ra, những cơn sóng trào ở nó tự tâm mình, nó thể hiện tất cả những cái rọ rại, những cái rai rứt ở trong lòng của mình đó, mình phải nhận ra một cách rất rõ ràng để vượt qua được, thì coi như phá được cái sự thứ năm này. Thế vậy chứ mà khó. Nếu mà chịu chiến đấu mà có căn cơ, phải dùng cái từ như vậy. Tại vì nó thiền định là phải phá kiết sử mà ha, thì phải nói theo cái kiểu chiến đấu á, và đủ cái căn cơ, đủ cái quyết liệt, đủ cái niềm tin đối với cái pháp mình đang hành đó ha. Giỏi đó là một tuần lễ xong, mà không giỏi là 3 tháng chưa qua cửa này nữa. Một cái kiết sử này thôi mà phá là chưa chắc 3 tháng qua. Thì ra yếu tâm là không được. Khi mà đi vào công phu thiền định mà quyết tâm để phá vỡ 10 kiết sử để chứng quả thánh là đến anh này là chua lắm á. Tới này là khó chịu lắm, rất là khó chịu để chúng ta mới có thể vượt thoát được cái này. Mà nó là hổ tướng để làm gì? Để phò trì ngã chấp. Gọi là 5 cái hổ tướng này để phò trì ngã chấp. Nếu 5 anh này còn bất kỳ anh nào sống là sống lại hết 5 anh. Đằng sống lại hết 5 anh. Mà 5 anh là nghi, là rồi sân, là tham dục, rồi thùy miên, hôn trầm, trạo cử, rồi còn sống nguyên thì mình nguyên là phàm phu, chứ mình không giải quyết được cái gì trong tâm thức hết. Và công phu đời này qua kiếp nọ không giải quyết được điều gì. Đó, cho nên chúng ta mới thấy là cần phải có một cái giai đoạn công phu thực sự quyết liệt để mới có thể vượt thoát phàm trần, chứ nếu không mình chỉ nói chuyện là lý thuyết. Lý thuyết mấy cái này hôm qua đừng có nói chuyện chuyên môn. Đây là một cái sự thật đối với đạo Phật. Nói gì thì nói, mình có làm được cái chuyện này không, có phá vỡ được chưa, có qua được những cái cửa ngõ kiết sử này chưa, để có thể vượt thoát phạm phu chứng quả thánh hiền hay chưa, đó là vấn đề. Còn nếu không chúng ta qua không được đâu. Và qua không được rồi thì chúng ta không giải quyết được chuyện gì cho sanh tử hết đó. Mà những cái tham dục còn nguyên, cái sân nhế còn nguyên, cái hôn trầm thùy miên còn nguyên, cái trạo cử còn nguyên, thì khổ đau còn nguyên, thì về cõi nào ai cầu cho mình siêu? Mấy cái này không có nói vụ cầu siêu được rồi đó. Không có nói chuyện mà hộ niệm để sanh cõi khác được rồi, đó là không có thể nói được rồi. Đây là chuyện rất thực tế ở nơi tâm của chúng ta. Cho nên nếu đã là con người thì chúng ta có đầy đủ những cái điều này, và không phá vỡ những điều này thì không ra khỏi cõi phàm. Đó là một cái sự thật mà chúng ta phải thấy đối với đạo Phật. Chúng ta không thể đi con đường khác được đâu. Và cái bài kế tiếp là 296. Đệ tử Kiều-đáp-ma phải luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường niệm tưởng Phật Đà. Này hình như là chúng tôi có giảng cái đề tài đầu tiên khi chúng tôi nhớ cách đây cũng khoảng 5-10 năm gì về trước đó. Được một cái đạo tràng, tức là mình từ thiền viện ra, một cái đạo tàng tịnh độ mời giảng Ngài Phật Thất. Biết gì đâu giảng. Rồi nói về cái dạy thiền, bây giờ để giảng một cái khóa niệm Phật, niệm cái gì. Mà tôi thì tôi không thích giảng riêng tịnh độ, cũng như tôi cũng thích giảng thiền. Cái nghĩa là đến một đạo tràng mình làm sao để cho người tu tịnh độ họ cũng thấy rõ cái giá trị của thiền, người tu thiền cũng thấy rõ giá trị tịnh độ, mà nó là không có khác nhau. Mà mình phải tìm một cái gì ở đâu đó để thể hiện cái sự giống nhau của hai cái tông phái này. Hồi đó là có quan niệm, hồi đầu tiên có quan niệm đó rồi. Hồi tìm không ra, chạy xe Honda đây lên tới cầu Sài Gòn dặn cái nhớ được cái bài này. Nhớ được cái bài kệ này, tôi nói cái bài này được á. Cái bài này là cái trong kinh, trong cái hệ thống kinh Nguyên Thủy nó có, hệ thống kinh Pháp Cú nó có. Để Kiều-đáp-ma tức là đệ tử Đức Phật thì bất kể ngày hay đêm, vô luận ngày hay đêm phải luôn tự đệ tử của Đức Phật nè. Nếu mà dịch đúng là đệ tử của Đức Phật, ở chỗ thì gọi là Kiều-đáp-ma, ở chỗ gọi là Gô-ta-ma vân vân, thì đó là muốn điềm chỉ Đức Phật. Phải luôn tự tỉnh giác, bất luận ngày hay đêm thường niệm tưởng Phật Đà. Cái câu này nó giống mình tịnh độ rồi đó. Thật ra khi mà giảng cái đề tài này mấy người tu tịnh độ cũng không có chê, không có chê mình. Tại lần đầu tiên giảng hồi hộp lắm. Sợ chê cái nào mất cái gì đó, mất sở làm ăn. Thì cuối cùng đạo tràng cũng mời mình giảng tiếp. Thành ra là bữa đầu hình như là tôi nhớ tôi giảng đề tài là cái gì, như là niệm Phật như thế nào có công đức hay gì đó. Lần đầu tiên ra rời khỏi đạo tràng giảng cái bài đó. Vậy là Đức Phật dạy mình là phải luôn tự tỉnh giác. Cái điều đầu tiên là phải luôn tự tỉnh giác. Cái sự tỉnh giác đó là không phải kể ngày lẫn đêm nữa. Cái sự tỉnh giác tu tập là không có phút giây nào chúng ta không có tu. Chúng ta phải sống làm sao mà trong mọi thời, mọi lúc chúng ta luôn luôn ở cái chỗ tỉnh thức. Không có bị cảnh làm mê lầm mình, không có vì cảnh mà bị mê loạn, không vì cái sự thuận nghịch mà chúng ta bất an. Cảnh thuận chúng ta cũng tỉnh theo kiểu thuận, nhưng mà thật sự cảnh thuận nó dễ bị chúng ta bị lầm lớn, nó dễ dẫn con đường sai lầm lớn hơn là cảnh nghịch. Chúng ta thấy một cái người mặc rằn ri tới nhà mình ha, là dễ phát hiện lắm. Nhưng mà mọi người rất là dễ thương tới gần mình là khó phát hiện rồi nha, thấy chưa? Họ ăn nói ngọt ngào, lễ phép này nọ này kia chúng ta khó mà phát hiện lắm à. Nhưng mà họ đi rồi con gái là nhà mình mất tiền hết, lúc đó mới hay. Chứ còn người ăn trộm rình nhà đó là ăn cướp tới thì mình đề phòng ngay từ xa. Cho nên cái chuyện thuận tới với mình nó giống như mũi tên mà bọc nhung ở phía trước, nó lủng lớp nhung là kể như lủng ngực mình luôn, mình chết. Thật ra trong hoàn cảnh thuận mà chúng ta không có đủ cái tỉnh táo thì chúng ta cũng dễ bị sai lầm. Đây là điều mà cái người tu phải biết. Cho nên là cả ngày lẫn đêm chúng ta phải đủ cái tỉnh giác. Sống trong cái hoàn cảnh thuận thì chúng ta tu, chúng ta tỉnh theo cái kiểu thuận. Sống theo hoàn cảnh nghịch chúng ta cũng phải tu, chúng ta phải tỉnh trong hoàn cảnh nghịch. Mà hoàn cảnh nghịch thì quá dễ để cho chúng ta tỉnh. Và sao nữa? Phải bất kể ngày và đêm là thương niệm tưởng Phật Đà. Niệm tưởng Phật Đà nha, chứ không phải là niệm tưởng Di Đà. Đây là rõ ràng. Như vậy Đức Phật dạy chúng ta thường niệm có nghĩa là chúng ta ngày đêm đều phải nhớ nghĩ tới Phật. Phật có nghĩa là giác. Chúng ta niệm tức là nhớ, Phật có nghĩa là giác. Thì vậy là đi đâu, đứng đâu, ngồi đâu, nằm đâu, làm bất kể cái việc gì, nếu chúng ta là cái người giác ngộ thì chúng ta là đang niệm Phật. Mắt chúng ta thấy duyên cảnh, chúng ta không lầm, chúng ta tỉnh giác hoàn toàn là chúng ta đang niệm Phật. Tai chúng ta nghe âm thanh, chúng ta không bị lầm lẫn, không bị mê sai đắm trước trong đó là chúng ta đang niệm Phật. Chứ không phải niệm Phật có nghĩa là chúng ta niệm cái danh hiệu của Phật. Cái này cái ý của Đức Phật dạy như vậy. Vì vậy là ngày hoặc là đêm chúng ta luôn luôn nhớ nghĩ tới Phật. Mà Phật tức là giác. Cho nên chúng ta đối diện cảnh mà ở trong chân trời giác ngộ không bị lầm mê, tức là lúc đó là chúng ta niệm tưởng Phật Đà. Chúng ta đang niệm tưởng Đức Phật Đà của chính mình. Vậy là ở cái vị trí Phật để chúng ta thấy nghe hay biết mỗi điều là giác thì là chúng ta đang niệm Phật. Còn nếu như chúng ta mà còn thấy nghe hay biết còn chút lầm lẫn là lúc đó chúng ta quên niệm Phật. Thì là mình niệm cái này với lại niệm danh hiệu một Đức Phật. Niệm cái nào nhanh hơn? Nè, nếu mà niệm Phật kiểu này là về Tây Phương Cực Lạc lẹ hơn không? Mất tay mũi lưỡi thân của mình chưa bao giờ có một chút lầm lẫn, tức là ở trong cảnh giới Phật rồi, khỏi cần đợi chết để giảng sanh. Còn nếu như thấy nghe hay biết mà còn lầm lẫn dù có niệm danh Phật nào thì cũng chưa chắc là chúng ta tới cõi Phật. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Đệ tử Kiều-đáp-ma phải luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường niệm tưởng Đạt Ma. Đạt Ma có nghĩa là Pháp. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, chúng ta thấy nghĩa. Tức là đối với cái Pháp của Đức Phật. Thì nếu như bây giờ chúng ta cả ngày lẫn đêm chúng ta chưa phải là cái người giác ngộ thì những cái giáo lý, những cái lời dạy của Đức Phật luôn luôn ở nơi tâm của mình. Mình luôn luôn quán xét một lời dạy nào của Đức Phật. Ví dụ như Đức Phật nói về nhân quả, Đức Phật nói về nhân duyên, Đức Phật nói về vô thường, Đức Phật nói về tứ đế, Đức Phật nói về tất cả những cái điều gì mà Đức Phật đã nói trong kinh mà mình không thấu tột, không nắm rõ được cái lối sống đúng như Pháp mà Đức Phật đang dạy mình, thì bất kể ngày đêm chúng ta phải để cái đầu mình vào trong đó để mình tìm cách mình hiểu được câu nói của Đức Phật đang nói. Và có một cách sống để chúng ta liền được an lạc như Đức Phật dạy. Cho nên là đối với cái Pháp của Đức Phật, chúng ta gần như là phải sống trong đó. Ngày nào mà chúng ta chưa giác ngộ mà giáo pháp đối với chúng ta có một cái chút lơi lỏng thì chứng tỏ rằng chúng ta không phải là đệ tử của Đức Phật. Đức Phật nói là đệ tử của Ngài là phải luôn tự tỉnh giác, bất kể ngày và đêm đều phải niệm tưởng đạt ma, ngày hoặc là đêm, không để cho cái đầu chúng ta phóng vọt ra bên ngoài. Đầu chúng ta luôn luôn gắn trong chân lý, gắn trong giáo pháp, để chúng ta phá vỡ được cái lầm mê của mình. Cái nhìn nhận của mình đối với giáo pháp trong cái đời này vẫn còn nhiều cái lầm lạc quá, buộc chúng ta phải gắn cái đầu mình vào trong đó, để trọn tâm ý mình vào trong đó cả ngày lẫn đêm. Vậy là chúng ta luôn luôn tỉnh giác để soi rọi tất cả những cái lời dạy của Đức Phật. Và khi mà chúng ta hiểu được cái pháp của Phật rồi thì cả ngày lẫn đêm chúng ta sống trong pháp. Và sống trong pháp là luôn luôn không bị lầm mê duyên cảnh nữa. Đệ tử Kiều-đáp-ma phải luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường niệm tưởng tăng già. Đó, thì vậy là tới cái phần thứ ba là đối với tăng già. Đối với tăng già là tăng có nghĩa là hòa hợp, phải chưa? Không hòa hợp không phải là tăng. Như vậy tăng già là hòa hợp và gì nữa? Là thanh tịnh. Cho nên khi mà chúng ta ngày đêm chúng ta tưởng cái sự giác ngộ rồi, chúng ta tưởng cái sự thanh tịnh của giáo pháp rồi, thì chúng ta sẽ thấy được cái sự hòa hợp giữa mình và vạn hữu, hòa hợp của mình và chân lý, hòa hợp của mình đối với dạng sự dạng vật này. Bây giờ là nếu mà chúng ta sống được đúng như vậy thì tâm lúc nào cũng hòa nhập trong cái thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu. Ba cái này biểu hiện cho cái gì nữa? Ba cái này biểu hiện cho gì? Là pháp thân, là báo thân, là quá thân của mình. Ba cái này đã thể hiện cho cái sự giác ngộ của chính chúng ta. Đó là cái gì? Nếu mà nói cái sự quy y thì chúng ta phải hiểu được cái đồng thể tam bảo, đồng thể Phật bảo, đồng thể Pháp bảo, đồng thể Tăng bảo theo cái kiểu niệm tưởng này. Thành ra với chúng ta, nếu mà không có tỉnh giác thì không thanh tịnh, mà không thanh tịnh thì sẽ không có sự hòa hợp. Và không có sự hòa hợp, không thanh tịnh, không giác ngộ thì người đó không có phải là cái người tôn kính tam bảo một cách tuyệt đối. Tại ra tới chỗ này chúng ta mới thấy cái chuyện tôn kính tam bảo theo cái lý luận của cái kinh này thì nó là một cái gì đó nó rất là sâu ha. Chứ không phải tôn kính tam bảo là chúng ta lễ Phật rồi chúng ta đọc kinh, chúng ta nghe pháp nữa. Đệ tử Kiều-đáp-ma phải luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường niệm tưởng sắc thân. Sắc thân gồm có gì? Cái này hơi khó phải không? Chúng ta niệm tưởng 32 tướng tốt của Đức Phật. Nếu mà sắc thân là đạt tới gọi là cái phúc như Đức Phật á, cái thân mà gọi là đầy phúc đức như Đức Phật á, là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Ví dụ như là một cái sắc thân, cái tướng lưỡi rộng dài là cái gì? Là cái phúc báo được kết tụ do nhiều đời nhiều kiếp chưa từng nói dối lời nào. Thế vậy là khi chúng ta niệm tưởng sắc thân là chúng ta niệm làm sao? Rồi nhớ tới cái lưỡi rộng dài của Đức Phật le ra liếm đụng tới cái chân tóc, hoa niệm làm sao? Nếu chúng ta nhớ tới cái tướng đẹp về tướng lưỡi của Đức Phật thì chúng ta phải sống sao? Không hề có bất kỳ một sự giả dối nhỏ nhiệm nào để chúng ta mới đạt được cái tướng lưỡi rộng dài. Thấy chưa? Gọi là niệm tưởng sắc thân của Đức Phật. Ví dụ như bây giờ chúng ta niệm tưởng cái tướng lông trắng giữa chặng mày của Đức Phật. Tướng lông trắng giữa chặng mày tức là không phải bên này, không phải bên kia, không phải bên này, không phải bên kia, cũng chẳng phải là ở giếng giữa đâu. Nhưng mà đó là một loại trí tuệ vượt thoát hai bên. Vì nếu mình thấy mình ở bên này, mình nghe mình ở bên kia, bên đúng, bên sai, bên hay, bên dở, bên phải, bên trái, thì mình cũng phải là người niệm tưởng sắc thân. Cho nên muốn niệm tưởng sắc thân mà đạt tới cái đỉnh điểm phước báo như cái thất thân của Đức Phật thì chúng ta phải sống làm sao đó mà đừng có dính hai bên nữa, thì mới gọi là ngày đêm niệm tưởng sắc thân. Đó là cái mà để chúng ta phải thấy. Thành ra chúng ta phải niệm tưởng được cái sắc thân này. Bây giờ ví dụ như nhìn cái ánh mắt Đức Phật, ở trong kinh gọi là từ thị, tức là khi chúng ta nhìn thấy cái ánh mắt Đức Phật, nó thể hiện trọn vẹn cái từ bi để khai thị cho chúng sanh, nó thể hiện trọn vẹn cái định lực, cái tuệ lực và cái lòng từ của Đức Phật trên ánh mắt đó. Thì vậy là khi nhìn thấy sắc thân Đức Phật thì chúng ta phải làm sao? Phải niệm tưởng tới cái sắc thân mà có cái ánh mắt như vậy, để có thể hiện được cái định lực trong cái ánh mắt này, thể hiện được cái tuệ giác ngộ ở trong cái ánh mắt này, thể hiện được cái lòng từ thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài trong cái ánh mắt này. Đó là chúng ta niệm tưởng sắc thân. Thì vậy là mỗi một cái tướng ở nơi người của Đức Phật là thể hiện một phúc báo được kết tinh do công phu tu hành nhiều ngàn kiếp mới ra. Bây giờ là nếu mà đệ tử Đức Phật là phải niệm hết tất cả những sắc thân này, không? Phải nhớ nghĩ tới sắc thân đó để chúng ta làm sao chúng ta đạt được tới cái cao nhất, cái phước báo lớn nhất của sắc thân của một kiếp người. Những cái sắc thân tràn đầy phước báo như sắc thân của Đức Phật. Bài 300. Đệ tử Kiều-đáp-ma phải luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường vui điều bất sát. Cái này thì không sát sanh là gì? Không sát sanh là giới thứ nhất trong đạo Phật, đúng không? Mà nếu mình là đệ tử Đức Phật rồi thì bất kể ngày hay đêm chúng ta phải làm sao? Vui với cái tâm bất sát của mình. Thì ở ngoài chúng ta thấy, nếu mà ai nghe cái đề tài mà lục độ ba la mật, chúng tôi có nói về cái giới sát này rồi, phải không? Giữ một giới sát đủ để có thể thành Phật, một giới sát thôi. Bây giờ thì với một người bình thường như Phật tử tại gia về quy y Tam Bảo thì không giết người, không giết các loại con vật lớn cho tới con vật nhỏ, không tự sát, không tha sát, không tùy hỷ sát. Những cái này là thuộc lòng hết rồi, đúng không? Và như vậy thì nó rất là bình thường khi mà chúng ta mới vào chùa. Nhưng mà nói thì nói vậy nha, bây giờ chúng ta thử thấy nào nha. Mình rất là chuyên tâm gìn giữ giới, chứ không phải mình là muốn phạm cái giới sát này đâu. Nhưng mà chúng ta đạp chết một con kiến dưới chân mình thôi, lúc đó tâm mình sao? Chúng ta mới thấy là cái tâm giới ở bên trong và cái giới pháp chúng ta thọ nhận bên ngoài, hai cái này nó khác nhau trong cái thái độ của một người giết một con vật. Tâm giới nó khác, tướng giới nó khác. Nếu mà chúng ta là người mới quy y, bảo đảm rằng quý vị đạp một con kiến là mình có thể mình xích xoa, mình giật mình sợ tội thôi. Chừng đó là hay lắm rồi á. Giỏi lắm thì ngồi xuống chú nguyện nó luôn nữa, cho nó siêu sanh về cõi giới lành, đúng không? Nếu quý vị mà lắng tâm trong thiền định chút á, chúng ta phải thấy rằng một sự xúc phạm tới sinh mạng. Thế bình thường cái này cái người thô tâm họ không thấy đâu. Nhưng mà ở trong thiền định chúng ta thấy rằng cái sự xúc chạm tới cái sinh mạng của một chúng sanh, chúng ta thấy sâu tận tâm của mình nó có một cái sự xúc động, nó có một cái sự ái nái, cái ăn năn rất sâu nơi tâm của mình, nó có một cái sự rai rất sâu ở trong tâm của mình, là mình đã đụng chạm tới một sinh mạng của một chúng sanh khác. Còn nếu chúng ta không ở thiền định, cái chuyện này chúng ta không thấy đâu. Càng định sâu chừng nào chúng ta mới càng thấy rõ cái sinh mạng của từng chúng sanh nó quý tiếc chừng đó. Để rồi khi mà chúng ta có một sự chinh chạm tới sinh mạng của một loại chúng sanh nào, chúng ta nghe nó có một cái gì rất là sâu, nó bị xúc động. Giống như là chúng ta gặp một cái kẻ thù, phải không? Một kẻ thù mà nó đã giết hết những cái người thân quen của mình rồi, thì mình gặp nó là trong lòng mình nó cuồn cái uất ức lên như vậy. Thì vậy là càng thiền định sâu chúng ta thấy cái cuộn lòng về cái chuyện xúc phạm cái sinh mạng chúng sanh nó cũng tương đồng với cái kia. Nó không phải là cái chuyện nhẹ nhàng phân phớt cái nghĩ qua cái đầu là mình đã sát sanh rồi, không có. Mình sợ mình tội, mình sợ mình bị nhân quả, không phải như vậy nữa. Mà chúng ta thấy một cái sự xúc động rõ ràng, một cái rai rứt, một cái sự bất an xảy ra sâu, rất là sâu, tiềm ẩn trong tâm thức của chúng ta. Nếu chúng ta càng thiền định nhiều chừng nào thì chúng ta càng thấy rõ chừng đó. Thì cái động tâm của những cái vị mà thánh hiền á, là khi đã xúc phạm tới sinh mạng chúng sanh, các vị có một cái sự động tâm rất là lớn. Còn người phàm không có. Người phàm không có cái này. Đó là cái chuyện mà chúng ta thấy cái bề ngoài. Cho nên chúng ta thấy khi mà trong luật thì Đức Phật dạy ban đêm chúng ta phải đậy đèn, uống nước, phải lọc nước rồi vân vân, tất cả những cái điều đó để thể hiện cái lòng từ của cái vị giác ngộ như Đức Phật và các vị thánh hiền luôn luôn thấy được cái điều này khi mà chúng ta xúc phạm tới bất kỳ loài chúng sanh nào, dù đó là một loài côn trùng nhỏ nhất. Nhưng mà đối với người phàm phu thì những cái loại côn trùng nhỏ nhất nó không có đáng gì ở đâu. Cho nên cái việc mà lỡ phạm nó là ngộ sát, là cái chuyện đó cũng không thấy rai rứt. Nhưng mà các vị mà có thiền định sẽ thấy sâu điều này. Còn nói tới cái giới sát mà ở nơi tâm của mình, đây là nói tới cái chuyên môn công phu tu tập. Chúng sanh là gì? Chúng sanh là tập chủng duyên sanh, là chủng duyên sanh. Tức là do tập khởi, tập khí của mình mà nó sanh khởi, do cái chủng tử nghiệp thức từ trong tàn thức mà nó sinh khởi. Như vậy là cái sự sinh khởi trong tàn thức của mình, sự sinh khởi nơi tâm của mình, do duyên cảnh mà chúng ta sinh khởi những điều đó thì gọi là chúng sanh tâm. Thì chúng sanh tâm của chúng ta nó sinh khởi thì chúng ta phải làm gì? Nếu chúng ta là cái người thiền định, chúng ta muốn có cái thái độ muốn dứt trừ. Còn có chúng sanh sanh ra tức là còn ý niệm sinh tử tiếp nối. Chúng ta thấy rõ điều này. Ý niệm sinh tử đó cần phải diệt trừ tận gốc. Bởi vậy là nếu bây giờ mình bằng cái thái độ để dứt trừ một ý niệm xảy ra nơi tâm, tức là gì? Tức là tự sát, tự mình giết chúng sanh đó. Thấy chưa? Bây giờ tự mình giết nó không có nổi, cái mình mượn cái pháp của Phật, rồi mình quán nó là vô thường, mình quán nó là nhân duyên hợp, mình quán nó là giả có, mình quán nó là quyển gì đó vân vân. Tức là mượn gì? Mượn pháp, gọi là tha sát. Hoặc là chúng ta niệm câu, mượn câu niệm Phật, rồi chúng ta mượn câu trì chú, chúng ta làm cái gì đó thì gọi là tha sát. Và sau khi mà niệm Phật rồi tâm chúng ta yên, sau khi niệm chú rồi tâm chúng ta yên, sau khi chúng ta quán nó là quyển, quán nó là giả rồi tâm chúng ta yên, thì gọi là cái gì? Nghĩa là tùy hỷ sát, dính hết à. Cho nên muốn làm sao để chúng ta đối với tự tâm của mình, đối với tất cả chúng sanh tâm nó sanh ra nơi tâm thức chúng ta mà chúng ta không phạm giới sát, thì chúng ta phải là cái người như thế nào để chúng ta không phạm. Chứ còn nếu mình thấy, ví dụ như mình thấy cảnh vật của mình sinh tâm tham, mình thấy duyên cảnh mình sanh lòng thế này thế kia, có nghĩa là chúng sanh sanh ra, mà mình người tu rồi mình khởi cái tham tâm lên là không đúng, cho nên tìm cách diệt trừ, tìm cách ngăn chặn, tìm cái cách phải xóa sạch những cái ý niệm xấu đó vân vân, thì tất cả những cái cách đó gọi là chúng ta vẫn còn tiếp tục sát hại chúng sanh. Cho nên có một lần một cái vị thiền khách, chúng tôi nhớ không lầm là như Sa-di-cao là phải, được một vị thiền sư hỏi ngươi từ đâu đến. Ông nói là, ông nói lên cái quê hương xứ sở của mình hình như là Đại An hay đâu đó. Thì vị thiền sư đó là hỏi tiếp một câu nữa, ở đó như thế nào? Thì vị Sa-di này trả lời là sao? Đất nước con thanh bình. Tức là ở chỗ đó nó thanh bình, chẳng có cái gì hết đó, chẳng có phiền não, chẳng có khổ đau, chẳng có chiến tranh hơn thua. Nơi tâm của một người mà thật sự thanh bình là không còn cái chuyện hơn thua nữa. Nếu mà chúng ta còn một chút hơn thua nơi nội lòng, tức là vẫn còn tiếp tục chiến tranh. Mà tiếp tục chiến tranh tức là vẫn còn sát hại nhau, phải không? Vẫn còn sát hại nhau thì vậy là chúng ta vẫn còn tiếp tục phạm cái sát giới. Chứ chúng ta không phải là cái người giữ giới thanh tịnh. Giữ giới thanh tịnh là chúng ta không có đụng chạm tới sinh mạng chúng sanh bên ngoài rồi. Thì vậy là cái thanh tịnh của chúng ta là không đụng chạm tới cái sinh mạng chúng sanh sâu ở bên trong tâm thức của mình nữa, thì người này mới đạt được cái giới rồi. Như bây giờ ngồi ngày hôm qua tâm mình lộn xộn, mình cảm thấy mình bất an, mình cảm thấy mình bị vọng động, vọng tưởng hoài, tâm mình không được yên định. Bữa nay mình dùng tất cả những cái pháp để làm cho tâm mình yên định, mình cảm giác mình vui. Tức là gì? Chúng ta đã phạm cái sát giới trong tự tâm của mình. Và khi được yên tĩnh chúng ta vui, tức là chúng ta gì? Tùy hỷ sát. Cho nên phải để cho tất cả chúng sanh phải sống hết tuổi thọ của nó là tâm thức của mình. Nhưng mà người tu thiền có dám để cho chúng sanh sống hết tuổi thọ đâu. Nói là nói vậy, bắt chân lên ngồi kiết dạ cái là bắt đầu hơn thua chiến đấu liền, bắt đầu canh liền, không? Súng ống lên đạn lên cò hết, lú ra một ý niệm nào là nổ ý niệm đó. Và vậy là chiến tranh nội lòng xảy ra, chúng ta không cách nào được yên tĩnh đâu. Và đất nước đó khó mà có thể thanh bình. Đó là cái chuyện để chúng ta phải thấy. Thành ra giới sát nếu mà một cái chiều sâu ở trong cái công phu tu tập thì chúng ta phải thấy làm sao để chúng ta đừng có sanh tâm, nghe làm sao để chúng ta đừng có sanh tâm. Lục căn tiếp xúc với lục trần không sinh khởi ý niệm buồn thương giận ghét nữa, thì chúng ta mới thoát khỏi cái giới sát này. Còn không là gần như chúng ta bị vướng. Đệ tử Kiều-đáp-ma phải luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường ưa tu thiền quán. Nếu mà thật sự là đệ tử của Phật, chúng ta nghiên cứu về Đức Phật trước khi thành Phật. Là một thái tử thì cũng tu cái gì để thành? Tu thiền để có thể thành Phật. Không có đường khác trong lịch sử của Phật giáo. Lịch sử Phật giáo trong cái cõi này cách đây hơn 2.500 năm cho tới bây giờ, thì chúng ta thấy là thủy tổ của chúng ta hành thiền để có thể chứng quả Phật. Và đó là con đường độc nhất để có thể vượt thoát tam giới này. Dù có lý luận kiểu nào đi nữa thì chúng ta phải vượt thoát được cái sinh tử này bằng thiền định, thiền quán. Chứ không có đường khác để chúng ta đi đâu. Và nếu ai mà không có sử dụng cái công phu thiền định mà nói người đó tu một cái pháp gì có thể ngộ đạo thì chúng ta cần phải xét lại. Chúng ta cần phải xét lại. Cho nên ở đây Đức Phật nói là nếu là đệ tử của Ngài, thật sự là đệ tử của Ngài thì phải luôn tự tỉnh giác, dù ngày hay là đêm phải thường ưa tu thiền định. Nếu mà thiền định nó không trở thành một món ăn tinh thần của mình hàng ngày á, thì mình ăn cái gì á? Chứ không phải là ăn cái giáo pháp không? Ở trong nhà Phật gọi là thiền gì? Thiền duyệt thực pháp hỷ sung mãn. Thì nếu mà cái thời ngồi thiền ha, mà mình không cảm giác như một bữa ăn tinh thần thì người đó chưa phải là đệ tử của Đức Phật thực thụ. Cái người mà tu thiền tốt á, cái thời ngồi thiền với họ là quý giá vô ngần. Không có ngôn từ nào có thể diễn tả được là họ sẽ rất là quý trọng cái thời gian tu tập đó. Đối với họ vàng bạc không thể đổi. Nếu mà chúng ta có tu tập rồi chúng ta mới thấy được điều này. Ai không quý thiền định thì người đó không bao giờ có cái định tâm. Người đó không có định tâm thì cái trí tuệ người đó cũng khó có thể mà khai mở thấu hiểu chân lý, khó mà vượt thoát sinh tử luân hồi trong cái đời này. Thì ra đối với một người tu tập thực sự thì họ quý cái sự thanh tịnh của mình, coi cái sự thanh tịnh là một cái gì lớn lao trong cuộc đời của chính mình, thì người đó là cái người tu tập tốt. Còn nếu mà coi cái định tâm, coi thường cái định tâm, coi thường cái sự thanh tịnh của tự tâm thì người đó khó có thể công phu gì được. Để vậy mình quý sự thanh tịnh mình mới tu, mình trọng mình mới tìm. Nói chứ còn nếu mình không quý không trọng mình đâu có tìm. Cho nên nếu mà người nào vẫn không quý, không có trọng cái sự thanh tịnh thì người đó khó mà thiền định được định lắm. Thì mình ngồi cũng ngồi chơi là tại vì ăn cơm Chúa phải múa tối ngày, đúng không? Ở một chùa thì bắt buộc phải tụng kinh, phải ngồi thiền. Người ta tụng kinh ngồi thiền, mình cũng tụng kinh ngồi thiền, chứ mình cũng không biết tụng để làm gì, ngồi để làm chi. Không thấy được cái giá trị của thiền định như thế nào. Cho nên chúng ta rõ ràng là không quy, không có thấy đó là một cái điều tối quan trọng cho cuộc đời tu tập của mình, thì người đó không xứng đáng là đệ tử của Đức Phật. Nếu mà mọi người xuất gia mà đối với cái thời khóa tu tập mà chúng ta lơi lỏng, chúng ta không có coi trọng, chúng ta không quý cái sự thanh tịnh, quý cái sự yên định của tự tâm mình, thì chúng ta không xứng đáng. Bài 302 là xuất gia dứt hết ái dục là khó, tại gia theo đường sinh hoạt là khó, không phải bạn mà chung ở là khổ, qua lại trong vòng luân hồi là khổ. Vậy các ngươi đừng qua lại trong vòng sanh tử luân hồi ấy. Này Đức Phật dạy luôn cả tại gia và xuất gia. Cái người xuất gia mà hết ái dục là khó. Chúng ta thấy khó không? Mấy thầy mấy cô thấy khó không? Phải nói là nếu như chúng ta chưa có nhận được đạo thì tìm một cái người mà nhẹ cái ái dục thôi cũng đã là khó rồi. Khó lắm. Chính ái dục này nó sẽ dẫn chúng ta đi trong sanh tử luân hồi, chúng ta mới tìm đường xuất gia. Nhưng mà cái khi xuất gia rồi, chúng ta mới thấy rằng là khi mình ở những ngày tháng ở trong chùa, mình sinh hoạt, mình tu tập ở trong chùa, cứ ngỡ rằng nó đã tiêu nha bại chủng hết rồi. Nhưng mà đó là tại vì mình chưa có gặp cái duyên. Khi chúng ta chưa chứng thánh quả thì đừng bao giờ tin tâm mình là đã vượt thoát. Đây là điều mà Đức Phật đã dạy. Khi nào chúng ta chứng được thánh quả thì khi đó mới dứt được cái ái dục. Thật ra mọi người xuất gia mà tu tập thiền định để chứng được quả thánh, để dứt trừ cái ái dục này là thật sự khó. Tại vì cái cõi này kiếm vị thánh khó dữ lắm. Đúng không? Rõ ràng là vị thánh khó kiếm trong trần gian này. Có nghĩa là cái người mà dứt trừ ái dục là đã quá khó ở thế gian này rồi, không kiếm được mấy người đâu. Đó thật sự là rất khó dính mình. Mình không có ái nhiễm điều này thì cũng ái nhiễm điều kia, không ái nhiễm điều kia thì cũng ái nhiễm điều nọ, gần như cả một cái đời của chúng ta. Nếu chúng ta không có an trú trong chánh pháp thì rõ ràng là cái ái nhiễm liên tục xảy ra với cái đời sống đời thường. Với chúng ta ở một chùa, chúng ta có tụng kinh, có tọa thiền thì đó cũng là đời sống của một người tu. Đó là đời sống đời thường. Chúng ta phải thấy như vậy. Người tu phải sinh hoạt kiểu đó thôi, chứ không có sao khác hơn được. Nhưng mà cái sinh hoạt như vậy mà nhìn lại nơi tâm mình vẫn còn vướng mắc điều này, vẫn còn dính chấp điều kia, vẫn còn ái ngã, vẫn còn ái pháp, thì rõ ràng là chúng ta không dứt trừ cái ái. Cái dục ái không dứt trừ. Mà dục ái không dứt trừ thì biết chắc rằng cái sinh tử này chúng ta không có làm được cái gì đâu. Chúng ta khó có thể vượt thoát sinh tử, không thể nào được. Tại gia theo cái đường sinh hoạt là khó, tức là tại gia mà sống đúng với cái đường lối chánh pháp, đúng như pháp để mà sống. Chúng ta sống có nề nếp, chúng ta sống một cái đời sống tâm linh thật là sung mãn, thì cái người tại gia này khó lắm, hiếm lắm. Chúng ta không có ở trong chùa thì bây giờ mà mỗi tối mỗi tụng kinh thôi, đúng không? Mỗi tối mỗi tọa thiền đối với mình thôi đã là một cái chuyện khó rồi. Đằng này là chúng ta phải trường chay, rồi chúng ta phải tiệc dục, rồi chúng ta phải sống một cái đời phạm hạnh nữa thì thôi khó lắm, rất là khó. Người tu mà sống như vậy cũng đã là hiếm hoi ở cái thời này rồi, chứ đừng nói là cái người tại gia. Cho nên chúng ta phải thấy rằng là nếu mà đi thuận cái chiều sinh tử á, thì thả tay đi dễ lắm, đúng không? Khởi tham cái gì thì mình tham cái đó đại đi. Sân thì cứ nóng lên mà la mà rầy mà chửi mà hét, muốn cái gì thì cứ làm lao theo cái đó. Phận chiều sinh tử này thì không có gì là khó khăn của con người, của loài người của mình. Nhưng mà ngược chiều sinh tử để mà đi thuận đường với chánh pháp nó mới là chuyện khó. Có thật là có đối với thế gian này. Qua lại trong vòng luân hồi là khổ. Chúng ta có thấy chúng ta còn sinh tử này là khổ không? Ở đây có mấy người ý thức một cách sâu sắc là nếu mình còn sinh tử là mình còn khổ? Có mấy người? Chúng ta chưa có đủ cái tuệ Phật đạo để chúng ta thấy rằng luân hồi sinh tử là khổ. Chúng ta không thấy được điều này. Đây là cái mà gọi là trí tuệ Phật đạo ban đầu của cái người theo Phật á. Nếu chúng ta tu theo đạo Phật mà chúng ta không thấy luân hồi này là khổ, tức là người chưa có cái ý thức giác ngộ giải thoát. Chúng ta phải thấy được điều này. Cho nên nếu mà chúng ta theo Phật lâu mà mình chưa thấy rõ, nếu còn tiếp tục sinh tử là còn tiếp tục khổ. Thì vậy là ngày nào mà chúng ta còn có cái ý niệm sinh khởi nơi tâm thì ngày đó là còn tiếp tục sinh tử luân hồi. Nó khởi rồi hồi nó khởi lại, nó khởi niệm thương người này rồi đó là nó qua rồi mới mốt nó thương lại. Tức là cái luân hồi của cái tâm thương nó quay trở lại. Thương giờ thì ít nhưng mà mốt gặp mặt nhiều lần sẽ thương nhiều. Cũng đó là ý niệm luân hồi, chứ không phải luân hồi là mình sanh kiếp này rồi mình sanh kiếp kia. Thì bây giờ cái chúng sanh đó nó đã khởi lên nơi tâm của chúng ta rồi, cái nó qua rồi chút nó khởi lại, nó qua rồi nó khởi tiếp. Thì đó cũng là một cái hình thức luân hồi ở tâm. Mà tâm này luân hồi thì thân này sẽ luân hồi. Do đó nếu mà chúng ta ngồi chúng ta nhớ tới chuyện cũ là một hình thức đã luân hồi. Nó chết rồi nào bây giờ nó sống dậy nơi tâm của mình, rồi nó chết tiếp, rồi ít bữa nó sống dậy cái kỷ niệm đó. Nó sống dậy kỷ niệm buồn thương giận ghét nhớ nhung hoài vọng đủ thứ hết. Rồi mai mốt nó cũng nhớ nữa chứ đâu có hết đâu. Chúng ta tham kiểu này chúng ta thấy nó không có hay lắm. Cái đổi hình thức tham khác nó cũng là một hình thức đổi màu của luân hồi sinh tử nơi tâm của chúng ta. Và cái đó nó còn. Thì cái việc mà sinh tử tiếp nối giữa đời này kiếp nọ nó sẽ tiếp tục xảy ra. Và khi sanh ra thì chúng ta bị cái khổ của sanh, cái khổ của già, cái khổ của bệnh, cái khổ của chết. Rồi cái khổ vừa hận thù mà gặp nhau, cái khổ thương yêu xa lìa, cái khổ thịnh suy của thân xác này, vân vân. Tất cả những cái đó đều là khổ mà Đức Phật đã nói. Cho nên nếu chúng ta ý thức một cách rất rõ ràng là nếu còn tiếp tục luân hồi thì chúng ta sẽ chịu ba cái khổ là khổ khổ, hành khổ và hoại khổ, phải không? Ba khổ căn bản đó. Rồi 8 cái khổ chi nhánh là sanh lão bệnh tử khổ, cầu không được khổ, yêu thương gần gũi không được khổ, mà quán thù gặp nhau khổ, rồi cái xí thạnh ngủ ấm xính hạn khổ đó. 8 cái khổ đó ai cũng phải nếm mùi. Nếu còn tiếp tục sinh tử thì tiếp tục nếm cái mùi khổ đau đó chứ không ai hết được. Và nếu chúng ta còn nguyên 10 tập nhân thì chắc chắn là chúng ta sẽ còn sinh tử. Mà còn tập nhân thì còn đau khổ, còn đau khổ thì còn tập nhân, mà còn tập nhân thì còn sanh tử. Nó cứ lòng vòng lẫn quẩn như vậy. Thì cái luân hồi này không lối thoát. Chúng ta nghiệm lại ha, chúng ta mới thấy rõ ràng là mình không còn cái đường nào để đi ra nữa hết đó. Ngồi nghiệm cho kỹ đi. Chúng ta không có cái lối để thoát. Ví dụ nói mình bỏ cái thân ngũ quẩn này, bỏ không được, bỏ mới được cái sắc quẩn à, thọ tưởng hành thức còn nguyên. Lấy cái gì để phá cái thọ tưởng mình không biết. Và chưa từng có một người trong chúng ta đặt lại: ủa bây giờ sao mình phá được cái tưởng, mình phá được cái hành, mình phá được cái thức này, làm sao để mình ra khỏi cái vòng lẫn quẩn luân hồi này? Cứ là bỏ thôi cái thân sắc quẩn này thì nhận thân sắc quẩn khác, bỏ thân sắc quẩn khác thì nhận tiếp tục cái thân sắc quẩn khác. Cứ lộn đi lộn lại, lộn lên lộn xuống để chịu tất cả những cái khổ đau trong sanh tử. Mà chưa bao giờ có ai ý thức được là mình phải làm sao để thoát khỏi nó, làm sao để vượt qua cái luân hồi sanh tử này. Ít có người ý thức nổi cái điều này lắm, mặc dù đó là những người xuất gia. Chúng tôi thấy có những người xuất gia ở trong chùa không biết họ mong cái gì, họ chờ cái gì, họ đợi cái gì á. Chứ không phải là mong chờ để gặp được chánh pháp, không phải là mong chờ để gặp được minh sư, không có mong chờ để gặp được cái pháp để mình hành, để mình vượt thoát những cái lòng mê sanh tử, không có. Mơ mơ màng màng chờ đợi đợi cái gì đâu á. Ở chùa này thấy tu tốt rồi, cái ở bữa cái thấy chán rồi muốn đi chùa khác, nghĩ là mình qua chùa khác mình sẽ tu tốt hơn. Rồi qua chùa đó thời gian cái mình cũng thấy chán, mình muốn đi chùa khác. Ở chỗ này tu tinh tiến hơn, qua chỗ kia tôi tu không có được. Mà thật sự là cái đòi hỏi gì chứ không phải đòi hỏi tu. Chứ nếu chúng ta đòi hỏi tu là ở gốc cây bụi cỏ nào chúng ta cũng tu yên hết, nhưng mà chúng ta đâu có muốn cái đó đâu. Như vậy mà chúng ta theo được một cái dòng pháp nào đó, nó có cái để cho chúng ta có thể được có một đời sống bình an, thì mình bỏ mạng để thực hành cái pháp đó đi, nhưng mà không có. Nghe hồi mới nghe thì thấy hay ha, thấy hấp dẫn, mình cũng muốn theo, muốn tu, mà tới hồi vô tu của mình không có được gì hết, cái bắt đầu thấy chán. Ủa sao tôi nghe nói hay quá rồi tôi vô tôi tu hôm nay cả năm rồi không thấy được cái gì, thấy chán muốn đi chùa khác. Rõ ràng là mình không phải muốn bám sống chết với cái pháp tu, mà mình muốn kiếm cái gì á. Thật sự mình muốn kiếm cái gì thì mình cũng chưa biết trả lời một cách rõ ràng là mình kiếm cái gì. Ở chùa có nhiều khi hỏi để ở làm gì, chưa ai trả lời một câu rất là gọn là tôi sẽ ở để làm cái gì hết. Hiếm có cái người đó lắm. Tại vì cái sự quyết liệt nơi tự tâm của họ không có. Kể từ cái ngày họ bỏ cái gia đình bình thường để họ vào cái gia đình Phật Pháp, cho nên rồi cũng đứng trong ngóng ngóng. Tu không được rồi mình cũng phải có một cái gì đó, chứ chẳng lẽ mình ở đây hoài. Núi rừng này mà được cái gì, ở chỗ làng quê rồi chỗ thôn quê vắng vẻ được cái gì, không có nổi tiếng, nổi danh, nổi cồn, nổi bãi gì hết. Mình thấy khó chịu, cuối cùng để kiếm danh, kiếm lợi thôi. Ngay từ đầu tâm niệm xuất gia, xuất trần thì chúng ta yếu kém. Chúng ta không phải là người muốn vượt thoát cái khổ của sinh tử luân hồi. Chúng ta chưa ý thức sâu được cái sinh tử là khổ. Nếu mà ngày nào chúng ta ý thức rất là sâu cái sinh tử là khổ rồi, thì ngày đó lòng chúng ta không còn có cái mơ màng cái gì khác đó. Chúng ta không có rảnh để mà mơ màng, không còn đủ thời gian để cho mình mơ màng. Đừng có mơ màng, nó mộng mị gì hết trơn á, không có đủ thời gian đâu. Chúng ta mà quyết liệt bám một pháp để chúng ta sống đó, hả, cả một cái đời này có khi cái sinh tử luân hồi chúng ta chưa phá nổi mà lơ thơ lang thang lững thững thì giống như mình ở trên mây vậy, chứ còn ở đất thì không chịu ở, lên trời thì lên không được rồi, phiêu phiêu phưởng phưởng phập phồng gì đó đâu, chứ còn không đi dưới đất lạ lắm. Tôi thấy nhiều người tu nhìn đó, nhiều khi mình nhìn thấy cái người tu trước mặt đi cái kiểu gì á, tăng ni nhiều khi chưa gặp, ở đây tôi gặp tôi thấy mấy người đó gần như đi không biết dưới chân mình có đất hay không nữa, hay là tưởng mình đi trên mây không hiểu. Nó lạ lắm, mơ mơ màng màng một kiểu rất là kỳ cục. Và chính những cái điều này thể hiện được cái ý chí tu tập không có, mất rồi. Hồi đầu cũng quyết liệt lắm rồi, dứt khoát là phải thanh lọc cơ thể, phải ăn uống sạch sẽ để đi vào công phu. Nghe nó ngon ghê gớm, mà cái cuối cùng là sau những cái tháng ăn uống trong sạch buông ra là trả thù dân tộc, 3 ngày hôm sau bệnh liệt giường. Đó, rồi thì thôi, đã một lần bệnh sau cái giai đoạn lọc cơ thể rồi là có thể phục hồi cái chuyện trí tuệ của mình. Thật ra chúng ta mới thấy rõ ràng là khi mọi người mà ý thức một cách rất sâu về cái chuyện luân hồi là khổ là hiếm có lắm rồi, hiếm lắm, chứ không phải mà nhiều, số đó là số rất ít. Làm như là mình rất là vui thú với cái chuyện sinh tử là phải. Sinh tử nó vui hơn là thiền định. Rồi, một điều rất là lạ như vậy. Và khi mà một bậc giác ngộ như Đức Phật thấy rất rõ là nếu mà còn lầm mê trong sanh tử là còn tiếp tục khổ đau. Điều này với một cái trí tuệ giác ngộ là ta thấy rất là rõ. Những người có một cái ý thức Phật đạo họ thấy rõ điều này lắm. Họ không có còn cái thời gian khác cho cái việc phá vỡ sanh tử đâu. Nhưng mà những người bình thường thì họ thấy cái chuyện này chẳng có gì quan trọng lắm. Thời gian mình cũng còn dài, tử thần đi bắt ai chứ đâu bắt mình đâu mà lo gì. Nói ra còn chơi thời gian đi, ít ra thì mình cũng sống vài ngàn năm nữa, nhưng người ta chết 50-30 tuổi người ta chết hết rồi. Ra dư thời gian để có thể đi tán dốc tán ngẫu, đi dư thời gian để mình có thể ngủ nghỉ thoải mái. Tại vì mình còn sống dai lắm mà lo gì tu. Cái nhiều người tu có cái quan niệm đó trong lòng nha, ai chết cho tôi tu rồi, tôi đâu có chết rồi. Trời ban cho mình cái riêng biệt, mình là người ngoại sổ không có chết. Đó là ai cũng có thể chết hết, mình không chết, thành ra từ từ tu. Vậy các ngươi đừng quay lại trong vòng luân hồi sanh tử ấy. Tức đây là một lời khuyên mà phải nói là rất là thiết tha, với đầy cái từ tâm, đầy cái trí tuệ của một bậc giác ngộ. Nhưng mà ai nghe và có lọt lỗ tai được mấy người về cái chuyện này? Nghiệp mình nó chặn hết rồi, mình không có thấu được cái tình cảm này của Đức Phật hướng về mình. Một cái lời khuyên mà với đầy cái chất từ bi và trí tuệ này, không có mấy người rung cảm nổi với cái lời khuyên này đó. Nghe nó rất là bình thường, vậy các ngươi đừng có quay lại sinh tử luân hồi với mình, nó thường lắm đúng không? Rất là thường, chúng ta đọc qua chúng ta thấy cái này nó thường lắm. Nhưng mà đó là một cái lời dạy đầy lòng từ của Đức Phật, với một cái sự thấy biết rất rõ ràng về cái khổ của sinh tử. Đức Phật thương mình, Đức Phật không muốn mình dấn thân trong cái khổ ải trầm nữa. Một cái lời khuyên với đầy cái chất liệu thương yêu, đầy trí tuệ của một bậc giác ngộ. Chúng ta là một người thật sự học Phật, chúng ta mới thấy rõ ràng là Đức Phật quá thương chúng sanh rồi. Tình cảm này chúng ta không thể nào có thể quên được. Chúng ta phải cố gắng làm sao mà đừng có quay lại cái vòng sanh tử. Nghe lời khuyên của Đức Phật, thấy chưa? Chúng ta nghe lời khuyên Đức Phật dùm là chúng ta đừng có quay lại sinh tử nữa, đừng có tiếp nối sinh tử nữa. Thì đó là với người Phật tử chân chánh. Còn nếu chúng ta không có nghe lời khuyên này thì chuyện sanh tử sẽ tiếp nối với chính mình, và mình còn nếm mùi khổ đau nữa. Mà chúng ta còn tiếp tục khổ đau thì Đức Phật càng xót thương mình hơn. Phật thì không có giận ai, nhưng mà nhìn thấy xót, thấy nó ngu quá, nói hoài không thủng cái màn nhĩ, không có phá vỡ được cái nghiệp che chắn mình. Có một cái chuyện rất lạ là có rất là nhiều người mà cái nghiệp phải nói rất là dày. Đôi khi mình thấy cái nghiệp họ dày đến cái độ giống như mà họ xây nguyên một cái tường đá để ngăn chặn mọi cái lời khuyên vậy đó. Kỳ lạ vậy, nói rất là nhiều về cái chuyện Phật đạo cho họ, nhưng mà cái nghiệp của họ nó thành một cái tường thành thật sự để không ai có thể phá vô được. Và họ ở đó mà họ vui đùa với nghiệp mình, còn Phật Pháp là đụng tới cái tường đó là dội ra. Phật Pháp đụng tới cái tường dội ra, lời khuyên đúng đắn hay ho gì không có vô nổi. Nghiệp trở thành một cái tường thành vách sắt để che chắn hết tất cả những cái pháp lành đến với mình. Cho nên tu là thơ lững thững hoài cả đời. Mình không bao giờ mình phá được cái vách nghiệp tập để mình thấy được cái việc tinh tấn tu hành là một cái gì quý giá cho cuộc đời của người tu, là một cái đời sống cần có của một người tu tập. Chúng ta không phá nổi cái nghiệp này. Một cái điều rất là kỳ lạ, chúng ta không phá nổi cái nghiệp đó. Thế vậy chứ mà phá không nổi. Ý thức một cách thực sự trong cái việc tu hành, cần tinh tấn tu tập cả ngày lẫn đêm theo cái kiểu dạy của Đức Phật ở đây. Đức Phật khuyên nhắc đi nhắc lại, nhắc tới nhắc lui rồi phải sao, phải tự tỉnh giác dù đó là ngày và đêm để chúng ta có thể công phu tu hành. Nhưng mà chúng ta không có thấm, nhắc đi nhắc lại cho tới 5-7 lần luôn trong một cái đoạn này. Nếu là đệ tử của Đức Phật không, thì thứ nhất là phải luôn tự tỉnh giác, tức là giờ nào chúng ta cũng tỉnh giác, và bất luận đó là ngày hay là đêm, chúng ta phải tinh tấn tu hành. Chúng ta phải niệm Phật, chúng ta phải niệm Pháp, chúng ta phải niệm Tăng, chúng ta phải ý thức giác ngộ, chúng ta phải sống một cái cuộc đời giác ngộ giải thoát. Chúng ta phải thấu rõ được sinh tử luân hồi là khổ, chúng ta không bao giờ quay lại sinh tử này nữa, nói chưa? Khi nghe được câu này là mình phải nói là quỳ trước bàn Phật chắp tay đảnh lễ Ngài, xin thưa con sẽ nguyện theo lời khuyên của Ngài. Kể từ bây giờ con quyết liệt tu tập đúng pháp của Ngài để không quay lại sinh tử luân hồi này nữa. Con tiếp nhận được lời dạy của Đức Phật bằng tất cả cái chân thành của con, sự cung kính tri ân của con xin đảnh lễ, xin Đức Phật chứng minh và gia hộ cho con. Từ đây con nguyện không quay lại sinh tử luân hồi nữa. Làm được không? Có mấy người? Ít ra chúng ta cũng phải có một cái sự xúc cảm đối với những cái lời khuyên chân tình này. Nhưng mà chúng ta cảm thấy nó là một cái gì đó của lời kinh, của kinh nói, của sách nói, của ông thầy nói, chứ còn đâu dính để mình. Nghiệp nó sẽ chặn đứng hết tất cả những cái này. Cái nghiệp mình nó hay lắm, nó che hết, che tâm, che chắn hết tất cả những cái pháp lành đến với chúng ta. Chánh tính và giới hạnh, được danh dự, và thánh tài. Người nào được như thế, đến đâu cũng tôn vinh. Thánh tài là cái gì? Là gia tài của thánh. Gia tài của thánh gồm có mấy phần? Cái này là cái này trong pháp số nữa. Thứ nhất là gì? Ai nhớ không? Tính, tính tài. Thứ hai là giới. Thứ ba là tàm. Thứ tư là quý. Thứ năm là văn. Thứ sáu là xã. Thứ bảy là huệ. Đó là thất thánh tài. Cái này là chúng ta phải thuộc nha. Mấy cái pháp số này có nhiều khi nói sau này cũng lợi lắm. Nếu bây giờ ví dụ như mình bí cái mình giảng thất thánh tài này cũng được 1 tiếng đồng hồ á. Ví dụ như đó, đi làm giảng sư, bữa nay tôi giảng thất thánh tài, tức là cái tài bảo của thánh. Mà thật sự cái này giảng cũng lâu lắm. Nếu mà mình giảng hết này tính giới tàm quý văn xã huệ này là chúng ta sẽ giảng rất là lâu, giảng thành một cái đề tài lớn chứ không có nhỏ đâu, thất thánh tài này. Như vậy ví dụ như người có đầy đủ cái tính, tính này nếu mà ở một cái phần gọi là niềm tin, tính này ở một phần gọi là đạo hạnh, là thể hiện cái sự tín tâm của cái người khác nữa. Cái người có đầy đủ cái phạm hạnh, đầy đủ cái uy tín, do họ sống đúng với Phật Pháp, đúng với chân lý, họ thể hiện cái lòng tin rất sâu đối với Tam Bảo, lòng tin rất sâu đối với đạo. Họ sẽ có một cái đời sống thật sự đúng với chánh Pháp. Đã thể hiện cái, phải có cái chánh kiến rồi mới có cái tín tâm này. Còn nếu không là chúng ta sẽ không có. Cho nên ở đây cái đầu tiên là Đức Phật phải nói là phải có cái chánh tí, cái chánh tính và giới hạnh. Người có đầy đủ cái chánh tính rồi, người có giới hạnh rồi thì sẽ được cái danh dự và được thánh tài. Nếu mà không có cái chánh tính, nó sẽ không có cái giới hạnh thì chúng ta sẽ không được cái điều này. Chúng ta thấy khi mà chúng ta đã có được một cái thấy biết đúng với Phật Đạo á, thì chúng ta mới sanh cái niềm tin, thì cái đó mới gọi là chánh tính. Nhưng mà cái thấy nó chưa có rõ ràng, nó còn mù mờ, nó ảo ảo, nó gì đó, nó mơ mơ màng màng, nó chưa có rõ ràng mà chúng ta tin thì cái đó gọi là mê tín. Chúng ta tin một cái điều gì mà mình lý giải không được, mình không thể nói được, mình không thể hiểu rõ tường tận nó, và nó cũng không phù hợp với chân lý, nó không phù hợp với chánh pháp mà chúng ta tin thì gọi là mê tín. Có những cái nó rất là phù hợp với chân lý, nó rất là phù hợp với chánh pháp, rất là rõ ràng, rất là tường tận mà chúng ta tin thì được gọi là chánh tín. Ở chánh tín này nó gần giống như là gì? Là chánh kiến. Tức là cái thấy biết mà không có bị lầm mê, cái thấy biết rõ ràng về chân lý, về chánh pháp thì đó gọi là chánh kiến. Mà khi có chánh kiến rồi thì người đó mới gọi là đủ chánh tính. Cái chánh kiến này mình có nói trong bát chánh đạo rồi ha. Tức là thấy mà còn bị phải, bị trái, bị đúng, bị sai, tức là cái người đó không phải thấy chánh kiến, không có chánh kiến Phật Đạo. Mà người không chánh kiến Phật Đạo thì sẽ không có chánh tính. Tức là phải có một cái niềm tin chân chánh và sống một cái đời phạm hạnh thật sự thì người đó mới được đầy đủ thất thánh tài. Và ngược lại cái người mà đầy đủ thất thánh tài rồi thì trước sau họ cũng sẽ có đầy đủ chánh tính và phạm hạnh, giới hạnh trang nghiêm. Rồi cái giới chúng ta trang nghiêm, và hôm rồi là mình học tàm, học quý rồi đúng không? Tàm là cái gì? Là thẹn với chính mình. Mình ngồi thiền bữa nay tâm mình không có định, mình cảm giác thẹn không? Có ai thẹn không? Không có mấy người thẹn hết đó. Tụng kinh nó tâm mình loạn mình cũng không thấy thẹn. Bữa nay ăn cơm mình nói chuyện bóp về thiên văn cơm tùm lum vẫn không thấy thẹn. Nó vậy nó không có thẹn, không có cảm giác hổ thẹn khi chúng ta có phạm một cái lầm lỗi. Chúng ta có một cái sự sai trái mà tự mình không có một cái thổn thức sâu nơi tâm. Không có. Mỗi người có đầy đủ cái tàm tâm là họ rất là thổn thức mỗi khi có sự sai lầm xảy ra. Chứ họ làm cái gì lớn lao lắm khi chúng ta phạm một chút lầm lỗi. Nhưng mà người không có tàm á hả, là cướp của giết người họ cũng không thấy thẹn. Không có thẹn với mình, không thấy thẹn với trời đất. Nhưng nếu là một người tu chúng ta sẽ thẹn đủ hết luôn. Bây giờ bữa nay mình không có tu tốt, đối với Phật tổ thẹn không? Không có sượng đỏ mặt nữa thôi, không phải là người tu. Tự nhiên mình chỉ cần mình đi bất giác mình dấp té thôi, mình phải ngồi đó mình thẹn với mình không có đủ cái tỉnh giác để mình quan sát được cái chân mình bước như thế nào, mình không quan sát rõ một con đường đi mình đang đi, để cho mình phải bị dấp tróc cái mông chân. Không phải là mình bị đau vì tiếc mông chân, mà vì cái bất giác của mình, thiếu công phu tu hành của mình, không có đủ trí tuệ Phật đạo để quan sát từng bước đi, từng hơi thở của mình phải tự thẹn. Mình dọn cái bàn ăn làm rớt chiếc đũa cũng không thẹn, rớt đũa phủi phủi cái ăn tiếp có sao đâu. Không bao giờ chúng ta thẹn những cái điều này, và chính những cái điều này không thẹn làm cho chúng ta mất đức. Trong 32 gọi là cái gì? 30.000 oai nghi, 8 muôn cái giới hạnh của chúng ta. Đó là những cái oai nghi nhỏ mà có một chút sơ suất là chúng ta cảm giác chúng ta thẹn. Giữa đám đông chúng ta lỡ lời nói hơi lớn một chút làm động người bên cạnh, chúng ta thẹn. Người ta đang thiền định mình đi động chút người ta, mình cảm giác thẹn. Tất cả những cái đó chúng ta phải biết thẹn. Những cái sai lầm của mình, những cái bước đi mà gấp rút của mình, những cái thô tâm sơ suất trong cái giao tiếp của mình, những cái thái độ, những cử chỉ thiếu oai nghi tế hạnh của mình phải biết thẹn. Đó là người tàm. Nếu mà không tàm vậy là con không thành người tốt được. Biết thẹn mới quân được cái đức của mình, không biết thẹn là phá cái đức của mình. Cho nên nói là người có giới đức trang nghiêm là người đầy đủ tàm quý. Họ kỹ lưỡng, họ do họ thẹn với lòng mình cho nên họ không dám sai lầm nữa, thì tự động họ thành con người tốt liền. Tự trau chuốt mình, tự mài dũa mình để mình trở thành một pháp khí thật sự lợi lạc trần gian. Chứ còn những người mà không có thẹn là khó lắm, khó có thể tu, đừng nói tu gì trên, không có thẹn là không có tu. Người có tu luôn luôn hổ thẹn với sự sơ suất của thân tâm của chúng ta. Còn quý có nghĩa là gì? Đối với người mình mà lỡ có một cái gì mình gặp mặt người ta mình không dám dòm, giờ mặt nó sượng thì sao đâu á, nói chuyện cười cũng cười gượng gượng, mình không dám cười thẳng, mình có lỗi, mình có một cái sự sai trái, mình biết đó là sự sai trái mà thiên hạ cũng biết nữa, mình thấy mình khó chịu lắm. Mình phải ăn năn sám hối ngày này qua tới ngày kia, mình thậm chí mình theo người đó mình quỳ mình lại mình xin lỗi cho tới 10 ngày mà họ thứ tha mình thật sự rồi. Và dù họ có thứ tha mình đi nữa, sâu trong lòng của mình cũng cảm giác xấu hổ khi mình đã phạm cái sai lầm trong cuộc sống này. Nếu mà sâu trong lòng chúng ta không có cái này thì không làm gì được. Rất là khó có thể tiến bộ tâm linh. Thì đó là chất liệu của Thánh, đó là tài bảo của Thánh. Gia tài của một vị Thánh phải có đầy đủ cái này. Cái văn này nó giống như là cái gì? Giống như cái học này. Văn thể hiện cái sự hiểu biết của chúng ta, thể hiện cái kiến thức của mình. Nếu mà chúng ta thiếu kiến thức trong đời sống, mà thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết, và nói chung là làm bất kỳ một cái điều gì mà chúng ta thiếu kiến thức thì đều không thể thành công được. Và nhất là đối với đạo. Đối với đạo chúng ta không có kiến thức Phật đạo một cách chân chính rồi thì chúng ta càng làm càng sai. Cho nên trong tất cả những tình huống cuộc sống này đòi hỏi một cái kiến giải, đòi hỏi một kiến thức. Đó là văn của mình, đó là sự hiểu biết của mình. Và phải có một nhận định rất là đúng đối với Phật đạo, nhận định rất là đúng, hiểu rất là rõ về cái thế gian này. Và trong tất cả các tình huống của cuộc sống này, nếu mà chúng ta có cái văn ở trong đó, chúng ta sẽ là một người thông thái. Và khi chúng ta thông thái mọi điều rồi, đời sống chúng ta luôn luôn đúng với chánh pháp. Đối với chân lý mà chúng ta thông hiểu, đối với chánh pháp mà chúng ta thông hiểu rồi, thì chúng ta sẽ có một cái gì đó hết sức là chuẩn mực trong đời sống của mình. Tại mình đã chắt lọc bằng tất cả những kinh nghiệm hiểu biết rồi, mình đã chọn lựa con đường đúng nhất để mình đi rồi thì khó có thể sai lầm. Và cái nữa là cái xả. Dù thuộc hết tam tạng thánh điển cũng phải xả bỏ khi cần thiết để nhập định. Chúng ta còn có một chút kiến thức là chúng ta xa rời cái định tâm liền. Chúng ta thành tựu bất kỳ một cái điều gì trong nhân gian này, nếu chúng ta không xả là chúng ta ở lại thế gian này để chơi tiếp, không có đi ra khỏi được đâu. Điều đó là cái điều chúng ta phải biết. Chứ dù là được thiền định chúng ta cũng phải xả. Nếu đạt tới thứ thiền là gì? Phải xả niệm thanh tịnh. Dù là được cái an lạc, cái hỷ lạc chúng ta cũng phải xả bỏ. Tất cả những cái gì mà còn từ cái sở chứng, sở đắc, từ cái công phu, từ cái kiến giải, từ cái thành tựu cả một cái đời của mình, nếu mà mình không thực sự xả bỏ thì chúng ta không bao giờ thăng tiến tâm linh được. Và cái xả tận cùng là xả cả thân lẫn tâm, xả cả cái ngã chấp này để đạt tới cảnh giới vô ngã, thì đó là cái xả của bậc thánh, gọi là thánh tài, một trong 7 cái thánh tài này. Và cái cuối cùng là cái huệ. Thì một bậc thánh tùy theo cái gì? Tùy theo cái khả năng giác ngộ mà có một cái loại huệ khác nhau, đúng không? Ví dụ như bây giờ mình giác ngộ sơ sơ là mình thấy cái chuyện mà dính vào danh lợi là khổ. Danh lợi thôi, chưa có thấy hết mọi điều, chỉ thấy danh lợi. Những người mà cứ lao theo danh lợi là khổ thôi thì cũng có được chút huệ của Phật Đạo rồi á. Mình thấy mình vướng trong ngũ dục là tài, là sắc, là ăn, là ngủ nữa, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái này nó khổ nữa ha. Rồi sở dĩ mà chúng ta dính trong dục, tức là chúng ta còn tham cầu, chúng ta còn tham chấp, thì chúng ta sẽ tiếp tục sinh tử luân hồi, là tiếp tục khổ nữa đó. Thì cái huệ chúng ta sẽ khai mở lần lần. Và khi chúng ta thấy rõ được cái kiết sử tham, kiết sử sân nhế, là cái kiết sử hôn trầm, cái kiết sử thùy miên, vân vân, chúng ta thấy đó là một cái gì đó mà nó ràng buộc chúng ta, không bao giờ chúng ta có thể vượt thoát sinh tử này nếu còn nó, là có cái huệ sâu rồi. Mà càng có trí huệ sâu chừng nào thì càng phá vỡ được tất cả những lầm mê, tất cả những kiết sử trong thâm tâm của chúng ta để có thể chứng được quả thánh. Thì tùy theo cái đẳng cấp tâm linh của chúng ta mà chúng ta gọi là có cái huệ Phật Đạo khác nhau. Nhưng mà trí huệ tận cùng là gì? Trí huệ tận cùng là chúng ta sẽ nhận được chân lý, nhận được chánh pháp. Chúng ta sống đúng với cái tự tánh chân thật của chính mình. Chúng ta hòa nhập vào cái cảnh giới tự tánh để đồng với cảnh giới của chư Phật như hồi sáng chúng ta học. Chúng ta đầy đủ tất cả những trí huệ để có thể vượt thoát mọi tâm giới này, không còn một chỗ nào lầm mê nữa, là đó là cái huệ của Phật Đạo. Thì một người nào có đầy đủ 7 cái này, tức là đầy đủ thất thánh tài, và đầy đủ cái đó thì trời cũng phải trọng mình chứ đừng nói cõi người. Cho nên đi đâu người nào cũng được tôn vinh, được tôn kính, được tôn trọng cả. Làm thành, làm lành thì danh được vang xa, tỏ rạng như tuyết sơn, làm ác thì mù mịt như bắn cung ban đêm. Ví dụ hay ha. Tuyết sơn tức là cái dãy núi Hy Mã Lạp Sơn á. Tức là bây giờ chúng ta làm lành á, giống ở chỗ khác nó có một cái bài là cái gì? Các mùi hương không thể ngược gió mà bay, chỉ có hương giới đức là ngược gió mà bay muôn nơi, về khắp mười phương. Thì khi mà chúng ta làm lành, chúng ta sống một cái đời sống phạm hạnh, có giới đức đàng hoàng, thì cái tiếng vang đó nó được đồn đãi gần xa, ai ai cũng biết. Giống như núi tuyết, chúng ta nhìn lên là chúng ta thấy. Hồi xưa ở bên Ấn Độ mà nhìn dễ thấy núi tuyết, núi nó rất là cao và nó phủ tuyết trắng quanh năm. Thật ra khi mọi người làm lành là sẽ được, không phải cõi người mình đâu mà từ chư Phật, chư Đại Bồ Tát, các vị Thánh Hiền, các vị Long Thiên Hộ Pháp họ giới thiệu. Quý vị thấy cái kiểu giới thiệu các vị Hộ Pháp hay lắm. Giới thiệu để cho mọi người đang tìm cầu chánh pháp minh sư họ tới để họ tìm mình trong giấc mộng, trong một cái hoàn cảnh khó khăn, trong tất cả những tình huống, để làm sao dẫn người này quay lại gặp vị thầy đó thôi à. Hộ Pháp hay lắm. Thật ra có khi cái duyên của mình á, mình thiết tha tìm cầu chân lý, tìm cầu chánh pháp lâu quá rồi mà mình không có biết là chân lý ở đâu, chánh pháp ở chỗ nào. Và cái tha thiết mình đủ cái độ, tức là cái nhân duyên nó đã hội tụ rồi á, thì tự dưng chúng ta sẽ gặp được chánh pháp, gặp được minh sư. Mà có khi chánh pháp minh sư nó lại ở bên cạnh mình, là người chúng ta đã từng gặp mà chúng ta cũng không biết đó là cái minh sư của mình, không biết đó có chánh pháp hay không, chúng ta càng nghi ngờ. là do lâu nay cái nghiệp nó đang che mình. Bây giờ là lột cái màn trắng của nghiệp tập ra, chúng ta thấy rõ mọi điều là thì ra chỗ này là chánh pháp. Thì lúc đó đầu hai thứ tóc rồi, có gán công phu cũng không nổi, tới chừng đó là muộn màng rồi. Cho nên ở đây Đức Phật dạy nếu mà chúng ta làm thiện, làm điều tốt, làm điều lành và sống đúng với chánh pháp thì cái tiếng lành nó sẽ đồn xa, và nó sẽ chiêu cảm được với tất cả những người mà thiết tha tu hành. Còn nếu chúng ta làm ác thì Đức Phật ví dụ như là ban đêm tối mù, tối mịt mà mình dương cung muốn bắn cho trúng đích, không có cách nào tới được, không trúng được. Cung thì bay đi nhưng mà trúng chỗ nào thì mình cũng chẳng biết luôn. Một ví dụ rất là hay, tức là trong cái đêm tối vô minh mà muốn nhắm tới một cái đích nào là rõ ràng chúng ta không nhắm được. Cho nên buộc trí tuệ chúng ta phải mở, để chúng ta mới có thể thấy được chân lý, thấy được chánh pháp. Chúng ta thấy được chánh tà, đủ cái trí tuệ để chúng ta biện biệt được chánh tà, phân minh để chúng ta có thể sống một đời sống an lành đúng với chánh pháp. Thì buộc chúng ta phải làm những cái điều nó phù hợp với chánh pháp, với chân lý. Bài 304: ngồi một mình, nằm một mình, đi một mình, không mệt mỏi, một mình tự điều luyện, vui trong chốn rừng sâu. Cái này là cái người biết sống một mình rất khó, tức là ngồi một mình, nằm mình, đi một mình mà không mệt mỏi. Một mình tự cái điều phục cái tâm của mình luyện cái tâm của mình và vui sống trong một cái nơi thanh vắng. Thực sự đây là một cái người rất khó làm, điều rất khó làm, không mấy ai có thể làm được. Giờ không tin bắt người đây vô nhập thất biết liền. Chỉ trừ những người họ đã tu quen rồi, họ quen đối diện với chính mình rồi, thì ở mình, đi mình, đứng mình, nằm mình, ngồi mình á, thì họ cảm giác là tuyệt vời, có cơ hội để được sống với chính mình, là một cái người quyết tu quyết tử, họ mới thấy thích thú. Còn mình đó hả, bây giờ bắt ngồi mình biết liền, tay chân nó dư, nó ra ngồi cái hồi cũng móc này, cũng khiều cái kia, cũng gãi cái chỗ nọ, nó kỳ lắm. Đó, ngồi mình rồi bắt đầu nó dư, nó lượm thượm tay chân, đỡ à. Bắt đầu nhiều chuyện khác xảy ra. Đó, bây giờ mình buồn quá cái bật tivi lên coi. Thôi giờ không phải là người thích coi tivi thì cũng bật pháp lên nghe, là quyển kinh ra đọc, hoặc là chúng ta điện thoại nói chuyện với ai đó, hoặc kiếm người nói chuyện, hoặc là chúng ta làm cái gì đó, chứ không bao giờ mà ngồi một mình được yên. Khó lắm, rất là khó cho mình. Tâm của mình nó đâu có cho mình yên đâu, nó cứ rọ rại, nó cứ thúc thôi, nó cứ bức bách, nó cứ muốn mình thế này, nó muốn mình thế kia, nó muốn mình thế nọ, chứ không bao giờ để cho mình yên. Cho nên mà ngồi được, mà ngồi một mình là một cái chuyện cực kỳ khó khăn với chúng ta, với tất cả những ai. Đây là một thách thức lớn cho đời người. Không phải dễ mà có ai dám ngồi mình, đi mình, đứng mình, tự có thể đào luyện mình, tự có thể sống riêng với tất cả mọi cái mà chúng ta không liên hệ, mà chúng ta không cảm giác buồn, không cảm giác nó trống vắng chơi vơi, không cảm giác cô đơn, vân vân. Tất cả những cái đó đều không có. Chúng tôi nhớ cái hồi mà còn ở trong thiền viện đó, cái ông, có một ông Phật tử, ông tới thiền viện. Ở thiền viện thì có một cái khu dành cho một số Phật tử, gọi là Phật tử VIP nhập thất. Không phải là người bình thường mà những cái đại gia để được nhập thất cái khu đó. Có mấy cái thất gần đường đi. Thì xuống tác bạch xin hòa thượng rồi, xong rồi tác bạch với đại chúng nữa nha. Tác bạch với đại chúng là xin cho con được, tại vì cuộc đời của con đã từng trải trong cái thương trường làm ăn buôn bán. Bây giờ con cảm giác mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, cần sống những cái ngày tháng yên ổn để con thấy lợi mình, đủ thứ. Tác bạch hay thiệt là hay luôn. Tôi cũng cười cười, tôi ngồi lên đó để tôi coi ông hay mấy ngày. Ngày mấy ngày. Thì là trên con đường hồi xưa từ Thường Chiếu đi qua Linh Chiếu là cặp đường đi, thì có hai cái thác bên trái đó. Cái ngày thứ Tiết đóng cửa thiệt là kín luôn, không có hở một miếng nào trên cái sách cơm xuống. Người ta gõ cửa rồi đi ra, người ta đi khuất rồi mới ra là ló cái tay ra lấy cái cầm hên cơm vô ăn. Tôi kỹ ghê gớm được ngày. Qua ngày hôm sau đi đường rồi thấy cái cửa nó hí hí, cửa sổ nó hí hí ở chỗ đường đi á. Qua tới ngày thứ ba hả, đợi chiều với thầy đi đường nó giơ tay chào chào. Chị hết nổi là tôi thấy tôi cười. Mà ngày thứ tư là xin đi về nhà, chuyện nhà quan trọng quá trời ra phải đi về chứ không ở được 7 ngày. Ở yên khó lắm. Khi nào mà mình chơi với mình một cách tự tại á thì mình mới ngon, ra cuộc đời này mình sẽ tự tại. Nếu quý vị phải thử chơi với chính mình, nếu ai là một cái người mà có cái duyên để được ngồi một mình, mà được gọi là ngồi một mình nhập thất á, thì cái điều đầu tiên là với tôi sau này cũng vậy. Các vị mà được tôi hướng dẫn nhập thất là nguyên 2 tuần lễ đầu tôi không cho làm gì hết, mà cũng không cho là khỏi tụng kinh, khỏi ngồi thiền luôn. Ăn rồi ngủ, cho tôi đi ngủ được thì cứ ngủ. Chơi với chính mình một cách tuyệt đối, không có dính dấp vào đâu, không có dính vào kinh điển, không dính vào pháp, không có dính vào cái công phu tu thiền, không có dính vào cái tụng kinh. Tuyệt đối không có chơi, không có làm cái gì ngoài cái việc là thả lỏng để mà chơi, để mình thấy được mình. Mình thấy được mình cái lúc mà mình không có đọc kinh, mình không có nghe pháp, mình không có tụng kinh, mình không có ngồi thiền, thì lúc đó mình mới thấy mình là như thế nào. Mà khi nào mình thấy mình tự tại được á thì ra trần gian này đảm bảo là an toàn. Còn mình mà ở trong tuần, nửa tháng, tháng, 2 tháng, 5 tháng, 7 tháng, mình còn vịnh cái này, mình còn bắt cái kia, mình còn níu cái nọ, rồi ra đời là dứt khoát là chúng ta bị vướng mắc, chúng ta khó có thể tự tại được. Khi mà chơi được cái chính mình một cách tự tại rồi, mình mới thấy rõ ràng là cuộc đời mình bắt đầu có ý nghĩa. Chứ còn đó giờ mình chơi chung với người ta không à, không? Không có người ta mình cảm giác nó có cái gì đó nó trống vắng, nó có cái gì đó nó thiếu thốn, nó có cái gì đó nó buồn buồn. Nhất là có người thân mà 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày mà không gặp rồi là thôi đi khỏi nói nữa. Ăn không được, ngủ không được, đủ thứ chuyện. Chúng ta chưa từng thân với chính mình. Phải nói một câu nghe nó kỳ cục, thấy chưa? Mình mà mình thân với chính mình thì đâu có ai thân hơn. Cho nên điều có vắng một cái người mà mình cho là mình thân thương thì mình đang chơi với người thân nhất, đâu có gì để buồn. Nhưng mà mình đâu bao giờ mình thân với mình đâu. Có bạn bè mỗi ngày mỗi chơi, mỗi ngày mỗi điện thoại, tối rồi bấm nhắn tin với nhau, nói chuyện qua là tình cảm, nhớ nhung này nọ đủ thứ hết, chứ mình đâu bao giờ mình nhớ mình đâu. Không phải mình chỉ mình nhớ mình nữa thì mình đâu có rảnh để mình nhớ đối tượng kia. Nhưng mà chưa bao giờ mình chơi thân với chính mình. Khi mà chơi thân với chính mình để mình hiểu hết được mình rồi là có người mình cũng cảm giác hạnh phúc, mà không có người mình cũng cảm giác phúc lạc luôn nữa, chứ không phải hạnh phúc bình thường. Thì đó là người biết chơi với chính mình. Mà có mấy ai biết chơi đâu. Trong khi mang cái thân này, mang cái tâm này đi từ đời này qua tới kiếp kia mà mình không thân cận với chính mình mới là cái chuyện kỳ thiệt á. Luôn luôn hướng ra ngoài tìm người thân à. Nói chưa? Nếu mà không chơi được người này là mình kiếm người khác để mình chơi, không làm thân được người này mình kiếm người khác để mình làm thân. Mà chơi một hồi cái bị gạt, bị khổ gần chết vậy, chứ hồi cũng quay lại kiếm nữa. Tức là phải kiếm cho được cái gì ở đâu á, chứ còn bao giờ quay lại mình kiếm cái cõi bình an của chính mình đâu. Cái này không có mấy người, không mấy người đủ cái bản lĩnh để chơi với chính mình. Chơi với chính mình là một bản lĩnh lớn để vượt qua tất cả những cái thách thức cô đơn và vắng vẻ của chính mình. Những cái trống vắng đó mà chúng ta cảm giác bình yên được thì lần hồi chúng ta sẽ phát hiện ra mình. Chơi chính mình là một cuộc khám phá lớn, chứ không đơn giản đâu. Quý vị sẽ thấy là rất là nhiều điều kỳ diệu của mình khi mà chúng ta bắt đầu dấn thân để chơi với chính mình. Chơi với chính mình là một cuộc dấn thân luôn. Nói chuyện là kỳ. Chơi chính mình thấy vậy chứ khó khăn lắm. Chơi người ta là dễ, đúng không? Ví dụ như mình hiểu tâm lý người đó là thích gì, cái mình chiều chuộng một chút cái nó thân rồi nè. Nhưng mà chơi thân với mình khó kỳ cục lắm. Trời ơi, cái người của mình, cái thằng người của mình nó khó tánh lắm. Khó mà chơi thân lắm. Khó hòa nhập với chính mình đấy mà kỳ thiệt chứ. Chơi mình là khó cực. Chúng ta cũng không hiểu sao, rất là khó lý giải. Có rất là nhiều người không thể ngồi chơi với chính mình được khoảng 10 phút. Có cái gì đó à, chứ còn khó chịu lắm. Rất là khó chịu. Cái chuyện nhập thất là nhiều chuyện vui lắm. Chúng tôi nhớ một lần thầy đó là lần đó là tri sự của chùa của thiền viện rồi đó, chứ không phải là thầy trẻ đâu, không phải là người chúng bình thường. Nhập thất nói dữ lắm, nói ghê gớm lắm trước khi vô thất. Rồi tôi tu cái kỳ này là tôi dứt khoát là phải chứng quả này quả kia. Tôi đi thần thông ra, tôi không đi bộ dưới đất cho mấy thầy coi mình luôn hết rồi. Rồi vô nhầm thất tới ngày thứ ba, cái thấy khóa cửa trái ở ngoài nha, dục chìa khóa mà mất tiêu. Tôi nói ủa sao ông thầy ông tu ghê gớm, người ta trong thiền viện bắt đầu đồn với nhau rồi ông thầy đó ông tu quá trời. Nó chết cơm ổ không thèm lấy ăn luôn. Tôi nói ủa ông thầy ơi, mới vô chưa tuần lễ mà nhập định sâu dữ vậy trời, bỏ ăn bỏ uống rồi trời, phá trái ngoài luôn nữa chứ. Vô sách ngày thứ nhất rồi sách cơm ra, sách ngày thứ hai sách cơm ra, sách ngày thứ ba sách cơm ra. Bắt đầu trong chúng sanh nghi. Sanh nghi mới lên mới báo với thầy trụ trì. Thầy trụ trì nó đập chìa khóa vô coi nó còn trỏng không. Rõ ràng đập chìa khóa vô điều mất tiêu rồi. Vài tuốt gì lòng ở trong thất mà nghe mẹ bệnh. Trong thất điện thoại đâu mà mẹ bệnh, tức là vô thất đâu có được giữ điện thoại, đâu có liên lạc được bên ngoài, mà mẹ bệnh cho nên phải chạy gấp về lo cho mẹ. Sau này lên sám hối với chúng rồi cười vẽ bụng luôn đó. Mình nghĩ tức là hồi mình chưa có chơi với chính mình đó ha, thì mình thấy rõ ràng là một cái gì đó dễ lắm. Tức là con cũng tu nhiều năm, con thiết tha, con muốn được là yên nghỉ, con muốn được có một thời gian rảnh rỗi để hạ thủ công phu tu tập đủ hết. Do đó có một vị thầy không ngủ được đúng 30 ngày luôn. Lạ kỳ đó. Trời ơi, ra khóc cho hòa thượng quá trời, xin cho con ra nhập thất 3 tháng. Nhưng mà 1 tháng ngủ cũng được, mà càng ngủ không được càng sợ bị thần kinh. Thầy này tại hội ở ngoài thì học giỏi lắm, thầy học rất là giỏi cho nên nó bị ba cái vụ học hành nó hành luôn. Hành ngủ không được, 1 tháng là nó bơ vờ ra, nó ăn không được ngủ không được thì lần lần sẽ ăn không ngon. Ăn không ngon, ngủ không ngon rồi bắt đầu thần kinh nó càng lúc nó càng bấn loạn. Ra lại hòa thượng để xin phá thất ra sớm, không tới 3 tháng, 1 tháng ra sợ quá trời rồi. Từ đó là sao nói là lên danh sách nhập thất là xin lại ba lại rút lui, không bao giờ dám đăng ký quay vô lần thứ hai nữa. Có nhiều cái chuyện mà sống một mình nó ghê gớm như vậy đó. Thật ra sống mình khó lắm. Nhưng mà khi mà nói một mình, sống một mình mà tự tại để đừng có lãm nhảm á, thì là người bình tĩnh đúng không? Nhưng mà sống một mình mà nói chuyện mình nó là tưng. Chúng ta thấy đó, rõ ràng đó ha. Với những người tưng là những người thế nào? Mình bình thường mình có thể khống chế được những ý nghĩ trong đầu của mình. Mình muốn nói là mình quay lại mình nói với người thứ hai. Nhưng mà cái người tưng rồi là họ không cần đối tượng thứ hai. Họ vừa là khách, họ vừa là chủ luôn. Tức là họ vừa nói ở đây, họ quay đây họ trả lời với chính họ. Rồi họ cũng cười, họ cũng cảm thấy hấp dẫn với chính mình. Đó là tưng chứ không phải là chơi mình nha. Chơi mình cái kiểu này là không có được. Chơi mình với mình là phải đầy cái sự yên tịnh à, chứ không phải là nói lãm nhảm không. Nói là đi ra ở ngoài đứng cái vỗ tay rồi cười khô khố ở ngoài đường, đó không phải là chơi chính mình nữa. Bấn loạn rồi, cái loại đó là loạn tâm rồi. Thật ra một người mà biết sống thực sự với chính mình, đó là một người mà có cái năng lực tu tập thực sự, chứ không có đơn giản, khó lắm. Để sau này mà quý tăng ni Phật tử mà có cơ hội ở mình mới thấy là ở mình khó hơn ở thêm người, thà là ở cự lộn. Ở cự lộn vậy chứ mà có cái cảm giác gì đó nó không bị trống vắng, nó không bị cô đơn. Mà ở mình kỳ lắm, ở mình nó khó chịu lắm, rất là khó chịu nhiều mặt. Nên nhớ có một lần bản thân mình nhập thất đó nha, quý vị thấy mà cắt ở ngoài này á, những cái ý tưởng đó nha. Ví dụ như mình nghĩ tới cái chuyện này chuyện kia mà mình cắt nó nhẹ lắm, dễ dàng lắm. Mình cắt không được cái mình coi phim nó cũng cắt à, phải không? Mình cắt không được mình nói chuyện nó cũng cắt, mình tụng kinh nó cũng cắt ha, mình làm cái gì nó đại khái là mình có cắt được một cái dòng ý tưởng của mình. Nhưng mà vô trong đó rồi á hả, nó khởi lên không cắt được. Trời ơi hay lắm. Do đó bắt đầu mình ngồi mình dệt cái chuyện mà hành hiệp giang hồ của mình lên ha. Đó, rồi giờ bắt đầu mình ra thất là mình sẽ đi nè ha. Mình đi như vậy hả, mình sẽ gặp như vậy, là mình sẽ nói như vậy hả, mình sẽ hướng đạo như vậy. Tức là mình đi, mình giỏi đạo lý rồi, bây giờ mình đi gọi là sống mà khắp nơi để mình có thể là đem đạo lý đến cho mọi người thôi, chứ cũng chẳng có phải là cái chuyện gì ghê gớm. Nhưng mà nó nghĩ tới cái chuyện là phải gặp ai rồi thuyết pháp kiểu gì, gặp ăn cướp để dạy nó kiểu gì, gặp ăn trộm ở thuyết pháp kiểu gì, gặp người lái xe thuyết pháp kiểu gì, ta nó thuyết pháp cho tới coi lại là tới 10 ngày rồi mà cái dòng tư tưởng nó chưa có hết đó. Mà không phải nó ngưng từng đợt đó, nó cuộn khiến mình cứ cuốn theo hoài, ăn cơm nó cũng cuốn theo, mà ngủ nó cũng cuốn theo, thậm chí nằm trên bao mình đi mình độ người này, mình ngủ mình cũng đi độ người kia, mình thuyết pháp ở chỗ nọ, nó liên tục tới 10 ngày giật mình thức dậy là 10 ngày rồi, không cắt được á. Mà đôi lúc cũng giật mình muốn cắt nhưng mà không được, cái giật mình muốn cắt cái dòng tư tưởng đó nó yếu lắm, nó không có đủ sức, nó cuộn nó cuốn đi riết như vậy luôn. Thậm chí nó dệt nó vẽ mình đi thế giới mình sẽ thuyết đạo cái kiểu gì, thính chúng ra làm sao, rồi mình khai thị như thế nào, lập độ tràng nào, trời ơi thôi ơi lại nào có cách nào mình cắt nổi hết trơn á, toàn là những cái lý tưởng cao xa ghê gớm luôn đó, không có thể chơi với mình được đâu. Nó dẫn mình đi tuốt lút, nó đi tới trên trời luôn á, chứ không phải là nó dẫn mình đi lòng vòng cái thế gian này đâu. Thật ra là chơi với mình cực kỳ khó khăn. Ai có cái duyên chơi với mình rồi mình mới thấy được cái điều mà khi mà ở yên một mình, người biết sống một mình thật sự là một người rất là khó. Đó là cái điều mà chúng ta phải thấy nếu mà chúng ta đi vào chuyên môn tu tập. Đối với đạo Phật, tất cả những cái lời dạy hết sức là chúng ta thấy nó bình thường, nhưng mà đây là cái thấy biết của một bậc giác ngộ thực sự, với một cái thấy nhìn rất sâu về cái đời sống chuyên môn tu hành, để làm sao đó mà dạy chúng ta cái điều hay, điều phải. Tất cả những cái ngõ ngách mà nếu chúng ta bước lộn ra ngoài, lỡ bước ra ngoài chúng ta bất an, chúng ta đau khổ, Đức Phật đều có những cái cách thức để cho chúng ta quay trở về hết. Cho nên học được giáo pháp Đức Phật đủ để có thể trang bị một đời sống bình yên cho mình, nếu chúng ta có cái tâm học đạo một cách đúng đắn. Ở bên này chúng ta nghỉ ha. Phật